mươi 540, cảm hứng đầu tiên thật ra không thể miêu tả được. Công tử A sờ mũi, hắn muốn nói tổ tông hắn đang nằm ở dưới đất đó, mời. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, hắn chẳng dám gây sự nữa đâu. Hắn đâu có chán sống. Trong căn phòng này, Tống Bạch tức giận đến không kềm được, ở căn phòng bên kia ấm áp tình nồng. Đàm Hy gấp thức ăn cho Lục Trinh, ăn nhiều vào, hôm nay anh cực khổ rồi. Cực khổ, đến xem em thi đấu. Không cực khổ, Đàm Hy mặc cho miệng đầy dầu mỡ, hôn lên má anh một cái, rất tự nhiên không câu nệ, nhưng người tự nhiên lên cơn vậy. Lục Trinh lấy khăn giấy lau đi, giống như đã quen với sự nổi hứng của cô. Bức vẽ hôm nay, nghĩ thế nào vậy? Nghĩ thế nào là thế nào? Từng đến núi Đại Lương rồi, đàm hy dừng đúa, nghiêng đầu qua cười với anh, có thể là kiếp trước á. Chó con, nói tử tế xem nào, em rất nghiêm túc đó. Đôi mắt người đàn ông không biết phải làm sao, tại sao lại nghĩ ra chủ đề đó. Anh đó, Nam thần Music của em, Lục Trinh nhướng mày, buông đũa xuống, bày ra tư thế rửa tai lắng nghe, nói nghe xem. Anh nói thật hả, ừ, Đàm Hy cũng không vội gắp đồ ăn nữa, học cách anh buông đũa rất tử tế, rồi lau miệng, chuẩn bị tâm trạng xong rồi nói. Anh từng là lính, vì nước vì dân, liều chết quên mình. Vì vậy có liên quan gì đến hiện trạng của núi Đại Lương? Nghèo khó, chết chóc, lạc hậu, ma túy, buôn lậu, ếch. Người đàn ông nhíu mày theo bản năng, trong giây phút đó anh thấy được sự nặng nề khó tả liên quan đến sinh mạng một mất một còn trong ánh mắt người con gái khi nhìn kỹ lại chỉ còn thấy vẻ cười nhạt thanh nhã như hoa cúc những điều này đều liên quan đến quốc gia xã hội là thiên chức những người lính các anh lấy làm tự hào chỉ vậy thôi sao đàm hy chống cằm con mắt đảo một cái rồi cười mỉm thật ra cô cắn môi ánh mắt thẹn thùng cảm hứng đầu tiên mà anh cho em không phải cái này đó là gì chủ đề chỉ bám chặt một chữ loạn phản ứng đầu tiên mà em muốn vẽ đàm hy ghé bên tai anh thủ thì một hồi không chỉ mặt cô ửng đỏ khuôn mặt của người đàn ông cũng sầm xuống em đặt tên cho nó là loạn tình anh cảm thấy có sát với đề bài không bàn tay to ôm lấy chiếc eo mỏng từ từ siết chặt lục trinh thuận thế ôm người con gái vào lòng thật không nếu không tối về vừa hay có thể thử hôm qua cô giúp việc vừa vệ sinh xong bồn tắm sạc anh mơ đi em còn phải về khách sạn nữa, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Lão Lưu Manh, em được giải vàng, bạn trai của em là anh đương nhiên phải thưởng rồi. Vì vậy, ngủ một đêm, Đàm Hy giận đến muốn cười, anh thật sự muốn, xả thân vì nghĩa. Tùy khanh hái ngắt, Lục Trinh, anh thật là, càng ngày càng học hư, chẳng phải em cũng mắng anh già còn không nên nết sao. Còn sợ học hư, Đàm Hy tức đến trợn mắt, bữa cơm này chẳng thể ăn tiếp được nữa. Bỏ tay ra, em còn chưa ăn no. Đàm Hy vỗ mở u bàn tay anh một cái. Tối về đút em ăn, đừng nói mấy chuyện 18 cộng sản xí đó nữa. Lục Trinh lại trêu cô mấy câu, sau đó mới đặt cô về chỗ, ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu. Đàm Hy xoa bóp chiếc eo bị siết đau, ánh mắt u oán, nhất định là bầm tím rồi, đồ thô lỗ, chỉ biết dùng cơ bắp thôi. Ngoài chuyện bị bóp và trước đó Lục Trinh bị chặn đường, nói chung là bữa lẩu này đều rất thuận lợi. Lúc Lục Trinh trả tiền, Đàm Hy tranh thủ đi vệ sinh, khi ra trực tiếp đứng ngoài cửa đợi anh. Gió đêm thổi nhẹ, đã được mấy phần hơi nóng của mùa hè. Tun cột tóc lỏng, đàm hy kéo xuống cột lên lại, vừa đúng lúc bắt gặp Tống Bạch và đám bạn của anh. Chị dâu, lúc nãy tôi vừa báo thủ giúp chị dối Tống Bạch đỏ bừng. Mặt, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nay thêm mấy phần dễ thương. Thật sự rất giống Mỹ Nam của nước nào đó, chỉ là mùi hơi nặng, không ngửi được. Đàm Hy đưa tay phẩy phẩy, đứng xa ra, hồi chết đi được. Tống Bạch thấy tổn thương, kêu lên một tiếng chói tai tôi chút giận giúp em em lại chê tôi hôi có còn thiên lý không chút giận đôi mắt say khước nhìn cô tống bạch chậm rãi nói ừ đó tôi đá đít thằng bạn phụt cười cái gì không tin hả anh đá đít anh ta làm gì đàm hy mặt rất tỉnh cố nhịn cười nó nói em có quan hệ với tần thiên lâm nụ cười đột nhiên biến mất đàm hy híp đôi mắt anh nói gì tống bạch lảo đảo xông về trước đàm hy đưa tay đỡ anh đứng vững chính là ý trên mặt chữ đó cậu hai nhà họ Tần phiền thật, bộ thích bị đổi mũ xanh hay sao vậy? Cũng không thèm ra thanh minh, còn ở đó gây rối, làm nước càng ngày càng đục. Anh nói Tần Thiên Lâm không thanh minh, là ý gì? Giờ em cũng theo anh tôi rồi, hắn vẫn không chịu từ bỏ chuyện em từng làm dâu nhà họ Tần, chó cũng không cắn chặt như hắn ta. Ánh mắt Đàm Nghi hơi tối lại, không chịu từ bỏ. Không lẽ Tần Thiên Lâm đến giờ vẫn chưa tuyên bố cô là con dâu nhà họ Tần sao? Chị dâu chị yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối thay chị giải quyết. Giải quyết, làm sao giải quyết, ực, ừ, trong mắt tống bạch mờ mịt, ưng, để tôi nghĩ kỹ xem, phải tính toán lâu dài, hi hi hi. Đàm hi trợn mắt, trong lòng nói, dựa vào anh thà tự dựa vào chính bà đây còn hơn. chương 541, cô gái tuyệt sắc tài năng này không còn trên đời nữa. Khi Lục Trinh thanh toán xong đi ra, nhóm người tống bạch đã rời khỏi. Xem ra còn tính đi tiếp, thật không hổ danh là đệ nhất công tử ăn chơi của kinh đô mà, dám chơi dám điên đi rồi hà lục trinh nắm tay cô đàm hy thản nhiên đưa tay qua cho anh mười ngón tay đan lấy nhau say khướt rồi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ nó không có ngu ưng hai người nắm tay nhau đi tới bãi đậu xe đàm hy còn cố ý đi đường vòng xa với một lý do hoa mỹ tiêu cơm về đến bồng lai đã 8 giờ tối đàm hy thay dép xong liền đi thẳng đến tủ rượu dọn dẹp lấy một chỗ giữa sau đó cẩn thận đặt cắp vào trong xoay người lại quay ra hỏi Lục Trinh, thấy sao? Em cẩn thận chút đi, thấy cô đứng trên ghế lảo đảo lắc lư, trái tim người đàn ông cũng thấp thỏm theo. Đàm Hy viện tay anh bước xuống, lui về vài bước, chống cầm quan sát một hồi lâu, tự gật đầu. Lục Trinh đặt ghế lại cẩn thận, ngó thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô nhóc liền không nhịn được mà nói gẹo có muốn anh chụp cho em một tấm không? Ý hay đó, sau cùng, vẫn lấy điện thoại chụp một tấm, Đàm Hy gửi vào trong nhóm ký túc xã. Đàm Hy, hình ảnh, hàn sóc chùi, đoạt giải thiệt luôn. Tiểu công chúa, cắp vàng, nhe răng, an an, chúc mừng. Hàn sóc, tớ muốn biết đây là do ai chụp. Hi hi, tiểu công chúa, bóng dáng phản chiếu trên tủ rượu. Hãy gọi tớ là thám tử cô đao. An an, được lắm. Thế giới hai người với bạn trai ha. Đàm hi, chúc mừng mọi người, trả lời đúng rồi. Đáng tiếc là không có quà. Hàn sóc, đồ quỷ ngược khẩu, Ta đại diện cho sức mạnh mặt trăng tiêu diệt người. Mấy người tán phét với nhau một lúc. Đến khi Đàm Hy buông điện thoại xuống, Lục Trinh đã khoác áo tắm từ phòng ngủ đi ra. Tắm sạch rồi hả, Đàm Hy chấp mắt, để em hưởng thụ phải không? Người đàn ông nhún vai, làm động tác mời dùng, như người đã thấy. Trong lòng Đàm Hy giống bị đệm thịt của chú mèo nào đó đụng vào, vừa mềm vừa mịn, đứng dậy khỏi ghế sofa, sỏ đôi dép đi vào trong phòng, không quên quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông một cái, đại điềm điềm, đợi em. Đêm nay, xác định là tình si triền miên, không chỉ bồn tắm hưởng trọn, đến ghế sofa phòng khách và bàn đá ở nhà bếp, và cả ghế xếp ở ngoài ban công đều không tránh khỏi. Ngày thứ hai, đàm hy xém chút không bò dậy nổi. Vẫn là cú gọi liên hoàn đoạt mệnh của Phạm Trung Dương và Khương Nghi khiến cô không thể ngủ đến khi mặt trời lặn. Tại anh hết, càng chân nhỏ nhắn nõn là đạp lên ngực của người đàn ông, lực nhẹ như mây chẳng khác gì gãi ngứa cả. Không chỉ không đau, lại còn thêm vài phần kích thích. Đàm Hy khẽ rủa một tiếng, nhanh chóng mặc áo ngực vào, sau đó lấy bừa một bộ đồ trong tủ, sau khi mặc xong liền chạy ngay vào phòng vệ sinh khi bước ra tuy thần sắc vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng toàn thân đều sạch sẽ gọn gàng lục trinh đã thay đồ xong bộ com lê đen tô điểm thân hình cao lớn từ cổ đến ống chân phẳng lì không một nếp nhăn cả người được trau chuốt cẩn thận đem lại cảm giác khó tiếp cận đàm hy ngậm dây chun túm tóc lên đỉnh đầu lục trinh xóa ra hả tóc để xóa ra tại sao người đàn ông lấy trong tủ áo ra một chiếc khăn lụa còn cái này che vết hôn cái này tại ai chứ? Tại ai? Lục Trinh lái xe đưa cô đến trạm tàu cao tốc tập hợp với nhóm. Người Phạm Trung Dương, đội trưởng, sắc mặt cô không tốt lắm. Hôm qua thức khuya hả? Cao Văn tỏ vẻ ân cần. Mắt thâm quần qua đó, tôi có gieo nha đam, muốn bôi lên không? Cao Văn thấy cô không chịu trả lời, mặt mũi mơ màng, tự mình cũng không nói nhiều nữa, chỉ nhìn Dương Duy với ánh mắt nghi hoặc. Nhìn tôi làm gì? Đội trưởng sao lại thiếu sức sống vậy? Sao tôi biết? có thể tạm thời chia tay với bạn trai, không nỡ. Cao Văn nghĩ ngợi, lúc nãy khi anh lục đó rời khỏi, mặt đội trưởng tối sầm, chủ yếu chắc là buồn, cô cũng không nên đến gây sự làm gì. Tăng húc trợn tròng trắng, hai tên ngốc, thời nguyệt cuối đầu lén cười, ngay lập tức biết điều đưa tay ra chỉnh trang lại cái khăn lụa giúp đàm hy, hình như có hơi lệch. Quan trọng là, không che được vết hôn, đàm hy, tàu cao tốc 9 giờ tối, đàm hy ngủ suốt, đến khi xuống xe cũng do thời nguyệt gọi cô dậy. Ơ, ờ, Đến nhanh vậy, thời gian bình thường, cũng đâu nhanh đâu. Sao em cứ có cảm giác, mới nhắm mắt mở mắt cái là đến rồi nhỉ? Khóe miệng thời Nguyệt hơi giật, cảm thán tối qua em cực rồi. Đàm Hy nhất thời thấy ngược, đừng nói linh tinh nữa, qua bên này. Về đến trường, Phạm Trung Dương và Khương Nghi hô tay một phát, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Năm con người cảm giác như vừa được giải thoát sau hai ngày đi lại vất vả. Đàm Hy về đến ký túc xá, tắm rửa qua loa rồi chùm đầu đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lặn đằng tây an an và nhiễm dao đều có mặt hàn sóc không thấy tăm hơi tỉnh chưa mỹ thiếu nữ thiên tài tiểu công chúa tựa đầu hô tay về phía cô hử đàm hy ngồi dậy một chân co lên tay đặt trên đầu gối thoải mái tự nhiên gọi gì kỳ vậy mỹ thiếu nữ thiên tài coi diễn đàn của trường đi bé yêu đàm hy vơ lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn của trường 5 phút sau đù Mỹ thiếu nữ năm nhất dẫn nhóm đại học T đoạt giải nhất điểm tuyệt đối cuộc thi ký họa đồng đội. Thiếu nữ thiên tài Đàm Hy chiếm lấy các vàng cuộc thi, vượt mặt trường Mỹ thuật Trung ương, Mỹ thuật Quốc gia, Viện Đại học Mỹ thuật Quy. Còn có cái phô trương hơn, Đàm Hy, một kỳ tích rõ ràng có thể nhờ vào sắc đẹp, nhưng nhất định phải nhờ vào tài hoa. Cô chỉ mới ngủ một giấc, sao cả thế giới đều thay đổi thế này. Ánh mắt nghi vấn hướng về tiểu công chúa, người sau nhún vai, rồi lắc đầu, sau cùng xòe tay. Lúc này, điện thoại reo lên đàm hy chướn nút xanh giọng cao văn như nước thủy triều tràng vào lỗ tai vậy đội trưởng xem diễn đàn chưa cô nổi tiếng rồi ha 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 cô nổi tiếng rồi đội trưởng có nghe không ơ ờ, vì vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì cao văn quá hưng phấn nên bỏ qua giọng nói cắn răng nghiến lợi của đối phương hình do giáo sư chụp tiêu đề là do tôi và dương duy đặt thấy sao có phải rất hợp không rất hay rất ngầu phải không mấy anh chị làm à hài lòng phải không, hi hi, hai người chúng tôi đã phải thức cả buổi trưa đó. Tôi cảm ơn hai người, mợ, bại não à, hơ hơ, đừng khách sáo đừng khách sáo nên vậy, nên vậy. Đội trưởng, thật ra chúng tôi còn liên hệ nhà báo để làm cho cô. Ừ, đội trưởng, ủa, sao cúp máy rồi, qua phen này, sau vụ sóng gió bỏ phiếu bầu hoa khôi kế nhiệm của trường, giờ đàm hy lại nổi tiếng lần nữa. Cũng xem như là nhân vật có chút tiếng tăm của trường đại học T rồi. Vốn dĩ nghĩ vậy cũng quá gai mắt rồi, không ngờ sau đó lại còn có chuyện ác liệt hơn. 8 giờ tối hôm đó, tiêu đề cô gái tài năng tuyệt sắc như vậy trên thế giới này không còn nữa xuất hiện rồi ngay tức thì trở thành điểm nóng trong bảng xếp hạng, rồi với độ hot khả quan đã vững bước vượt qua những tiêu đề trước đó trong bảng xếp hạng. 8 giờ 30, đạt hạng 45 trong bảng xếp hạng. 9 giờ tiến lên top 5, 10 phút sau, mạnh mẽ vượt qua các bài về ngôi sao tiến lên top 1. Nội dung chỉ là đoạn video ngắn 3 phút thôi đoạn đầu ghi hình lúc Tiêu Lan và Đàm Hy lên sân khấu trình bày ý tưởng, sau đó trực tiếp nhảy đến đoạn nam sinh tỏ tình với Đàm Hy ngay tại chỗ. Mẹ ơi ê nè, cậu đã làm chuyện kinh thiên động địa gì rồi? Do Hàn Sóc là người trong giới, vì vậy khá là quan tâm đến Weibo. Vốn dĩ chỉ lướt đại thôi, thấy bài hashtag khá hấp dẫn liền nhấn vào xem, sau đó cô thấy cái gì đây? Người trong clip đang ngồi ở đối diện cô, đeo headphone, một bên gõ bàn phím, một bên chửi đối phương pham rừng. Đánh chết mày, mẹ kiếp, con mẹ nhà mày Hàn Sóc gần như phải nhìn lên nhìn xuống N lần để khẳng định đứa ngồi đối diện là người trong clip Mới đưa tay ra kéo ống tay áo Đàm Hy Biến, cậu đừng gõ nữa, có chuyện rồi Lát rồi nói, đang bận, cậu lên top truy cập rồi Cái gì, cậu lên top truy cập rồi Đàm Hy bỏ tay nghe ra, giật lấy điện thoại, đâu Top 1, ngón tay bấm mở ra, 3 phút sau, ai làm vậy không biết tiểu công chúa và an an vây quanh tớ cũng muốn xem tớ cũng muốn xem lại qua ba phút tiểu công chúa ngậm lại cái cằm vừa há ra vì kinh ngạc hi hi cậu như vậy là tính vào giới showbiz đấy hả an an mỉm cười cần giúp gì không đàm hi tớ muốn yên tĩnh đừng hỏi tớ yên tĩnh là ai hàn sóc cậu tính chuẩn bị cướp chén cơm của tớ hả đàm hi biến nhưng nghĩ lại cũng chỉ là mấy tin vắn mà thôi không lên tiếng cũng sẽ tự động lắng xuống thôi bản thân không cần lo bỏ trắng răng thế, đàm hy liền thấy thoải mái không kém. Đưa trả lại điện thoại, đeo tai nghe máy tính vào, vãi. Tớ bị đồng đội bỏ rơi rồi, không phải cố ý muốn bẫy đâu nha. mươi 542, sự cảm động của Phạm Trung Dương, gặp lại cô gái váy xanh. Quả nhiên, độ hot không duy trì bao lâu, nhanh chóng dừng lại. Ngày hôm sau đàm hy lên lớp, thấy quá chán nên đã đi lướt mấy cái bình luận của mấy vị VIP kia. Dương mê mê là tôi đây, cô gái này có khí chất đó. Tôi đánh cực một bịch cây cay để ép đối phương, người này đã chết, mặc váy đỏ, dân lão làng, dám định xong. Ấm trà đi với nắp trà, tôi chỉ thấy điểm đỏ trong một mảnh thanh tao. Gọi là, nhất kiếm phiêu hồng, táo đỏ phải ngâm nước uống, cậu nam sinh đứng dậy tỏ tình rất cao, rất đẹp trai đó nha. Đô Gia Bê Mon nói, anh đẹp trai vậy cũng không chịu, muốn biết bạn trai của cô gái này dáng vẻ thế nào. Mắt ngôi sao, đàm hy xem xong liền bật cười sau cùng bị phạm trung dương gọi tên trả lời một câu hỏi mới không dám xem nữa trở lại thành đồ đệ ngoan ngoan ngoãn nghe bài nhưng sau cùng vẫn bị phạm trung dương phê bình một trận nguyên văn như sau em còn trẻ dù gặp phải trắc trở nào hay lại đạt được thành tựu nào lớn đi nữa cũng không được bỏ cuộc hay kiêu ngạo hay tâm trạng cực đoan đó sẽ không có lợi cho đường phát triển lâu dài lời nói thật thường khó nghe mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ tan học đàm hy theo mọi người đi ra ngoài phạm trung dương nói đến văn phòng một lát kế hoạch tẩu thoát thất bại tòa hành chính làm gì ngồi phạm trung dương cười tít mắt nhìn đối phương hoàn toàn khác xa con người phê bình cô trên lớp lúc nãy đàm hy kéo ghế qua rõ ràng là một cô gái trông liễu yếu đào tơ vậy mà động tác lại hào sảng như đấng nam nhi phạm trung dương không ngừng lắc đầu có đôi lúc ông thật không hiểu nổi đồ đệ nhỏ của mình thầy nói đi em đang nghe đây phạm trung dương ho nhẹ hai tiếng về việc đại sư tỉnh muốn thu nhận em lúc trước chẳng phải nói rồi sao nói gì không đổi sư phụ đó đàm hy nói chuyện đương nhiên con tìm phạm trung dương run lên em thật sự không muốn nghĩ lại sao có nghĩ cũng vẫn thế thôi nếu không có chuyện gì khác thì em đi trước đây nói xong đứng dậy rời khỏi phạm trung dương lát sau mới phản ứng lại trong lòng không rõ cảm xúc gì giống như khay ra vị bị hất đổ đứa trẻ này trong đó hàm chứa sự phức tạp và cảm khái dù ai nghe được cảm đều phải xúc động. Rất may, cả cái phòng làm việc lớn chỉ có mình ông. Phạm Trung Dương thầm quyết tâm đem tất cả những gì học được truyền thụ cho đứa đồ đệ đáng yêu này. Trong khoảnh khắc đó, ông thậm chí có ảo giác vượt trội hơn cả tỉnh tuần. Nói về mặt nhận đồ đệ, ai bảo không phải nào. Ngược lại đàm hy chẳng nghĩ ngợi nhiều. Giờ cô đang đi về hướng cổng chính của trường. Mấy đứa trong ký túc xá tính hôm nay mở tiệc ăn mừng cho cô. Hi hi đến rồi, đi thôi, tiểu công chúa vẫy tay, hàn sóc còn đặc biệt xin nghỉ phép, bốn đứa sôi nổi đi về quảng trường trung tâm, sau một bữa no nê, đi thẳng đến cây tivi Vua chiếm mic hàn sóc hát hết bài này đến bài khác. Đàm hy trợn mắt, đột nhiên phát hiện chai bia đã rỗng. Nhiễm dao đứng dậy, bị cô giữ lại, tớ đi. Đến quầy tiếp tân lấy ba chai bia, rồi lại đi vệ sinh, lúc ra không cẩn thận đụng phải người khác, đàm hy nói tiếng xin lỗi. Chỉ một giây sau, bị người đó gọi lại. Chờ một chút, đàm hy quay lưng lại, chỉ thấy một cô gái trang điểm rất đậm, mặc váy cực ngắn, áo hở rốn, đội mái tóc giả màu xám, ánh mắt cực kỳ phách lối, giống như mang một chút gì đó. Khiêu khích, à, cô đang nói chuyện với tôi sao? Cô chắc chắn không quen biết cô gái này, mới hai ngày thôi, trí nhớ tệ thật đấy. Cô gái liếc mắt nhìn, giọng nói kiêu căng, giọng nói này, hơi bị quen, tiếu lan, hề, nhận ra rồi à? Mỹ thuật trung ương vốn không ở thủ đô, chị ta sao lại xuất hiện ở Tân Thị chứ? Tất nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng là thế quái nào lại gặp phải chị ta chứ? Không khác gì oan hồn lờn vờn, Đàm Hi hờ hững ở một tiếng, nhấc chân rời đi. Tiếu Lan đuổi theo, chặn trước mặt, tôi còn chưa kịp chúc mừng cô trở thành tâm điểm trên Weibo nữa mà, cảm giác trà đạp người khác để đứng đầu chắc vui lắm nhỉ? Trà đạp, trong mắt Tiếu Lan toát lên sự phẫn nộ, thua Đàm Hi cô ta có thể chịu nhưng hà cứ gì lại bị bêu lên mạng xã hội trở thành chiếc lá tô điểm cho bông hoa đỏ rực này chứ cô khổ tâm nghĩ cách trở nên nổi tiếng như vậy không tiếc biến người khác thành vật hy sinh chắc đắc ý lắm nhỉ chị à chị diễn kịch hơi nhiều rồi đó giờ còn giả ngơ ở đây chỉ có hai chúng ta cần gì phải làm vậy bệnh tưởng cũng là bệnh phải chữa dáng vẻ bình thản của đàm hy khiến tiếu lan hận đến nghiến răng nghiến lợi ngày hôm đấy trên bục cô cũng hờ hững như vậy như thể cúp quán quân trong mắt cô không hề đáng giá dựa vào đâu chứ tiếu lan cười lạnh cô hại tôi trở thành trò cười thiên hạ bị dân mạng hết lời xỉa sói đồ đê tiện đồng tử đàm hy co lại một khắc hung hăng ấy khiến hai chân tiếu lan mềm nhún tôi khuyên chị mồm miệng nói sạch sẽ chút nể mặt chị có người anh làm phóng viên tôi sẽ không tính toán với chị anh làm phóng viên tiếu lan như vừa nghe thấy một chuyện cực nực cười cô tin à chị bịa ánh mắt lạnh lùng chật chật giờ cô mới biết à, đúng là tôi có anh trai, nhưng anh ấy vẫn chạy nhảy được, mà cũng chả phải phóng viên gì hết. Cô cũng ngu thật đấy, thế mà cũng tin, Tiếu Lan cười không thẳng được lưng, trong mắt là sự khinh miệt không hề che đậy, như đang nhìn một tên hề. Vừa hay, đàm hy cười, Tiếu Lan hơi ngẩn ra, không cần phải nương tay với chị nữa. mươi 543, cánh tay dê sồm trên sàn nhảy, nổi đóa lên. Sau cùng Tiếu Lan ôm mặt chạy ra, đàm hy bị bỏ lại, xoa xoa cổ tay xong đi về phía phòng karaoke. Này, đi gọi mấy chai bia thôi mà lâu vậy, cậu đi bắt cá đó hả? Sai, là sờ mặt, hả? Vua chiếm mic hàn ngớ ra, đàm hy chỉ hời hợt vô tay, chuyện nhỏ thôi. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem bia tới. Hàn sóc rót đầy bia cho mọi người, nâng ly hết to, chúc mừng đàm hy giành được cắp vàng, dô cái nào. Tiếu Lan sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, cúi đầu chạy thẳng vào một phòng karaoke khác. Lan Lan, về vừa kịp lúc, Nè, bài của cậu. Bạn tốt đưa mic cho cô. Một giây sau, mic rơi xuống sàn, phát ra âm thanh chói tay kinh khủng. Mọi người dừng cử động, tiếng cười đùa và nói chuyện huyên náo dường như bị lọc mất, chỉ còn lại tiếng nhạc đệm còn vang lên. Sao, sao vậy? Người cách tiếu lan gần nhất, cũng là người đưa mic cho cô trước đó cố gắng hỏi thăm, trong mắt hiên ra hai chữ rẻ rặt. Biến, tiếu lan đẩy hông của cô bạn ra, xài bước lớn về phía ghế sofa, vơ lấy chai bia trước mặt uống cạn. Cốp, đế chai đập vào bàn thủy tinh, phát ra âm thanh thanh thúy. Trong mắt Tiếu Lan giờ đây chất chứa nỗi hận thù, dưới lớp kẻ mắt nhem nhúa màu xanh đậm, càng dữ tợn như ác quỷ, khiến người khác không dám đến gần. Không biết từ lúc nào, loa bị ai đó tắt đi, căn phòng karaoke vốn yên tĩnh này càng tĩnh lặng đến chết người. Đàm Hy, mày đợi đấy. Hàn Sóc uống thêm được hai ly là bắt đầu điên, lúc thì kéo Đàm Hy hát người tình chi kỷ, lúc thì ôm tiểu công chúa nhảy điệu cha cha. May là an đại mỹ nhân đã trốn biệt, không thì không biết bị hàn sóc làm gì nữa. Đồ điên, đàm hy hớt mít ra, hai mắt trợn trắng, khuôn mặt cực ghét bỏ. Hàn sóc đưa tay vỗ đầu cô, trong miệng còn ngân nga, để tình yêu của em đi theo anh, cho đến mãi mãi. Đàm hy né không kịp, né gì mà né, tớ hát giọng nam, cậu hát giọng nữ, hợp ghê luôn. Hơ hơ, cậu cứ thong thả hát, tớ không hát cùng đâu. Ai ya, đừng vậy mà, đúng 9 giờ nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào nhắc nhở như thường lệ, chương trình ở đại sảnh sắp bắt đầu rồi, các vị nếu muốn lên sàn nhảy, có thể đi chơi nhé. Đàm Hy vốn dĩ đang ngồi trên ghế sofa chat với người đàn ông của mình nên không muốn đi. Nhưng Hàn Sóc muốn đi, cô cũng không ngăn nổi. Sau cùng bốn người đều ra đại sảnh, tìm một góc ngồi xuống. Lên chơi không, Hàn Sóc mặt đầy hứng khởi, đưa tay kéo Đàm Hy. Ánh mắt hỏi dò nhìn về phía tiểu công chúa và An An. Nhiễm dao gật đầu, được, cùng đi nào. An đại mỹ nhân lại đồng ý nhận lời. Đàm Hy cảm thấy hơi ảo. An An dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói, người đời. Lâu lâu cũng cần phải buông thả. Chật, bốn người đều lên sàn, lắc lư cơ thể theo âm nhạc. Ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh dọi lên người các cô gái, có phần bắt mắt và cũng khiến người ta để ý. Trong sự hỗn loạn, mặt nhiễm dao biến sắc, thét lên một tiếng. Nhưng tạp âm quá lớn, nghe cũng không rõ lắm. Đàm Hy ở gần nhất, ánh mắt quét qua, liền thấy một cánh tay dê sồm vừa muốn rút về, rồi nhìn tiểu công chúa đang ngân ngấn nước mắt, cả người rơi vào sự bất an và khủng hoảng cực độ. Sắc mặt đàm hy biến đổi, đang muốn bắt lấy cái tay đó, không ngờ mông mình cũng bị dính trường. Không do dự và ngẩn người quá nhiều, cô trở tay túm lấy, hai chân mở ra, trọng tâm hơi ép xuống hướng về phía trước, chợt cong lưng xuống, dùng sức kéo mạnh người ở đằng sau rồi ném về phía trước. Tiếng loảng xoảng vang lên, vừa kịp lúc hết nhạc, trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của gã đàn ông toàn bộ hiện trường náo loạn đám đông tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng không ngăn cản họ rời khỏi sàn nhảy trốn thị phi theo bản năng vì vậy sau một lúc giữa sàn nhảy lớn chỉ còn lại vài người nhóm đàm hy âu oh, còn tên dê sồm đang nằm trên sàn nữa nhạc dừng lại ánh đèn sáng lên trong nháy mắt đàm hy nhéo hàn sóc cô liền hiểu và đeo khẩu trang che mặt lại đợi đến khi quen với ánh đèn đột nhiên sáng trưng lên Mọi người lúc này mới nhìn rõ tình huống trên sàn nhảy, không khỏi hít một hơi lạnh, nhưng tất cả bị ất đi sau tiếng rên thảm thiết của người đàn ông. Chỉ thấy, chân cô gái đạp lên đúng quần hắn, dày mũi nhọn, gót cao năm, 6 phân, để lộ cổ chân nõn nà. Nếu động tác không quá hung tợn, tiếng kêu la của người đàn ông quá thê thảm, mọi người có thể sẽ thưởng thức khung cảnh kiều diễm trong nháy mắt ấy. Trời, chắc phải đau lắm, một cô gái che mặt lại, tuy cô không tự mình cảm nhận, nhưng có thể tưởng tượng được. Còn về phía cánh đàn ông tại hiện trường, đều vô thức khép chân lại, hoa cúc siết chặt. Chuyện gì vậy? Hơ, tay dê sồm trên sàn nhảy, còn gì nữa? Đáng đời, thì con gái thì dễ bắt nạt hả, lần này đã trúng thanh sắt rồi. Dưới tiếng tranh luận của mấy chục cái mồm, người phụ trách cây tivi liền chạy đến. Ông ta mặc bộ vest đen, vừa lùn vừa hói, rõ ràng rất tếu nhưng lại cố gắng bày ra dáng vẻ rất uy nghiêm tức giận. Tương đối, nhức mắt, tuy nhiên, ba anh vệ sĩ sau lưng thì lại rất được, ít nhất là cao to lực lưỡng có thể dọa người được. Khụ, xảy ra chuyện gì, động tác nhìn đúng quần vẫn không thôi, ngoài miệng vẫn đáp lại. Tên háo sắc này quấy rối, thẳng thừng, ngắn gọn, không chút xấu hổ. Người bị hại đâu, tôi, người phụ trách trợn mắt, không trách ông kinh ngạc vậy, chủ yếu là do vẻ bình tĩnh của đàm hy. Thường thì trong tình huống như vậy, không phải các cô gái đều xấu hổ đến chết, hoặc khóc suốt mướt sao. Đúng vậy, tôi đây, cô buông người ra đã, sao tôi phải buông đây là quán ba, vì thế, cô gái, sắc mặt của người phụ trách chìm xuống, đừng gây rối nữa. Hậu quả cô không chịu được đâu, đàm hy cười nhạt, đưa tay về hướng hàn sóc, người sau hiểu ý móc một điếu thuốc ra, đưa tới, rồi lấy bật lửa ra, cung kính nhóm lửa cho cô. Cô cúi đầu hít vài hơi, rồi từ từ thở ra, khói mù lượn lờ trên khuôn mặt tuyệt đẹp như được che bởi một tấm lụa mỏng thần bí. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc, mỗi một hơi đều cực điêu luyện, dĩ nhiên cũng rất đẹp. Người vây xem như nhìn ngây người, ngay cả tiếng rên la giường. Như cũng trở nên bớt trói tai hơn. Đàm Hy lạnh mặt nhìn bốn phía, sau đó dừng lại trên người phụ trách và ba vệ sĩ, đôi môi đỏ hơi hé, nhả một ngụm thuốc trắng ra, hậu quả. Không gánh nổi, giọng nói lạnh lùng, thái độ hứng hờ, vẫn với tư thế hút thuốc thông thạo đó, đem đến cho người xem duy nhất một cảm giác, đó chính là bà đây không sợ, bà đây không dễ đụng vào. Ánh mắt người phụ trách lóe lên, không xác định được Đàm Hy thật sự có tự tin, hay chỉ là làm bộ làm tịch. Nhưng thái độ phách lối trước đó cũng bớt đi, còn nở nụ cười tiếp khách, mở cửa làm ăn, ai cũng không muốn có người gây rối đúng không? Đương nhiên, vì vậy, tôi đang tính giúp ông dạy cho kẻ gây rối một bài học. Nói xong, lực chân mạnh hơn nữa, tiếng la hét của người đàn ông đạt một kỷ lục mới. Đau 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 tôi không có cố ý, không dám nữa. Lại bà nương tay, trong đám đông có người thấy cảnh thê thảm vậy, đột nhiên lạnh sống lưng, chịu không nổi liền trốn đi. Dừng lại, đàm hy lạnh lùng thét lên sóc biết phải làm gì rồi chứ yên tâm vài bước nhảy ra khỏi sàn nhảy túm lấy cổ áo kẻ muốn chạy ném lên sàn sau đó học y trang cách nghiền đúng quần của đàm hy lai một tiếng rên la cất lên chật có thịt đấy chứ lẩm bẩm một hồi xong quay ra sau lưng nhìn cô bé tội nghiệp nhiễm dao ngoan nào đã bắt được rồi sẽ báo thù cho cậu ha có muốn dẫm một phát không hàn sóc nghĩ hôm nay cô mang giày đế bằng cái đôi cao gót của tiểu công chúa mà đạp lên càng hăng nữa nhiễm dao mím môi, lắc đầu lia lịa, càng áp sát vào người An An. Đám đông đã xem đến xứng sờ, đây, sao lại có thêm một người nữa, tên háo sắc thứ hai à, tự nhiên không biết gì luôn, người phụ trách tái xanh cả mặt, các người biến hết đi cho tôi, đến đây gây rối cái gì hả? Việc còn chưa giải quyết xong, chúng tôi sao có thể dễ đi vậy? Đàm Hy cười nhạt, hơ, vậy thì đừng trách tôi thô lỗ, vệ sĩ, sóc, lấy điện thoại gọi cảnh sát, Đàm Hy không nhanh không chậm, ném ra một trái bom nghe đến gọi cảnh sách sự việc gây lớn rồi đám đông đột nhiên tán loạn chơi lớn vậy sao còn kinh động đến cảnh sát đều là mấy cô gái nhỏ tuổi trẻ cả xem chú cảnh sát là người dơm cứu mạng mà tôi thấy không giống tư thế hút thuốc của cô gái kia rất điêu luyện nếu nói không phải hay lui tới mấy chỗ hộp đen quỷ mới tin thời buổi này có thể kinh doanh quầy ba ai lại chẳng có quan hệ thế lực chứ cảnh sát có đến cũng chưa chắc giải quyết được hơn nữa việc này lại ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta. Tôi thấy lo cho mấy cô gái này đó. mươi 544, mượn chỗ cha hỏi dê xồm. Quả nhiên, kẻ phụ trách không sợ gì cả, thậm chí còn lộ vào mấy phần cợt nhà, nói báo cảnh sát ư. Xin mời, Đàm Hy cười, giống như không để tâm đến biểu cảm cợt nhà của ông ta, chỉ nói, thật ra mấy chị em đây cũng không phải dắp tâm muốn gây chuyện, người ta nói mở cửa lớn để làm ăn mà, chúng tôi cũng biết quy củ này sao lại chặn đường phát tài của các anh chứ đúng không hô cô gái xem ra biết điều đấy nhưng gây ra chuyện vậy không dám khen người phụ trách này là lão cáo già tuy tướng mạo xấu xí nhưng cách nói chuyện lại điêu luyện cực kỳ đàm hy mỉm cười chuyện đến mức vậy cũng không phải điều tôi muốn thấy nhưng việc đã đến thế này đâu thể để mấy cô gái tụi tôi cắn răng chịu thiệt đúng không sắc mặt người phụ trách hơi trầm xuống cô muốn gì nhưng không nhắc để cô báo cảnh sát nữa nếu có thể giải quyết hòa bình, ai lại muốn kinh động đến cảnh sát chứ? Sợ hay không là một chuyện, nhưng rắc rối hay không lại là chuyện khác. Đàm Hy cũng nghĩ đến điểm này, vì thế không lấy uy cảnh sát để áp chế đối phương nữa, thấy tình huống khá hơn thì thôi, ứng phó nhượng bộ. Tôi thấy thế này, cô trầm ngâm một lúc, khẽ nở nụ người, rất đơn giản, cho tôi mượn chỗ ông một chút, xử lý xong hai thằng rác rưởi này thì chị em tôi tự rời khỏi, nhưng trong thời gian đó, chỉ được vào không được ra. Rất mong hợp tác. Người phụ trách không bày tỏ thái độ gì, ngửa cái đầu láng bóng mặt nọng đó lên hừ một cái, thái độ vẫn phách lối cao ngạo, nhưng trong mắt đã thoáng qua sự cân nhắc. Đàm Hy tiếp tục mở miệng, để bù đắp cho sự bất tiện này, sau khi xong việc, mỗi bàn tặng một chai rượu vang, mọi người thấy sao? Những chỗ như vậy ngoài phí bàn ra, tất cả đều kiếm tiền bằng rượu, trong đó rượu vang là đắt nhất. Nếu trong yêu cầu đã nhắc tới chỉ được vào không được ra, thì việc bù đắp tuyệt đối cần phải có. Vì vậy, Đàm Hy mở miệng đề ra đám đông đều đồng ý người phụ trách thấy có lợi đương nhiên gật đầu đồng ý chỉ là cô giữ mấy người này ở đây chỉ được vào không được ra không lẽ nghi ngờ trong đây có người sai khiến người phụ trách lùn mập dáng vẻ đùa giỡn có lẽ là thái độ đàm hy tốt lại đem lại một lợi ích không nhỏ cho ông ta nên miệng lưới cũng không sắc bén nữa ngược lại có phần chiêu đùa đàm hy cười càng lớn hơn nhún vai biết đâu đó hơ hình như mấy cô gái bây giờ toàn mắc chứng hoang tưởng bị hại đàm hy không cãi lại nhưng có một điều cô biết rất rõ. Lúc nãy khi cô quan sát căn phòng, đã nhìn thấy Tiếu Lan có vẻ thấp thỏm thầm thụt trong đám đông, không thể không khiến cô không nghi ngờ. Được, cho cô 15 phút để giải quyết mấy thằng rác rưởi. Người phụ trách khẳng khái vẫy tay, hai anh chàng vệ sĩ rời khỏi, chắc là đi đóng cửa. Giờ đây, Tiếu Lan muốn chạy cũng không được, chỉ thể rụt đầu núp trong đám đông, trong lòng đã chửi mắng Đàm Hy biết bao nhiêu lần, hận đến cắn răng nghiến lợi. Đàm Hy ngồi xổm, động tác trên chân không hề thả lỏng người đàn ông đã đau đến toát cả mồ hôi, nói: Ai kêu anh làm chuyện này? Tiếu Lan nghe vậy chỉ cảm thấy kinh hãi, tim đập thình thịch. Không, sao cô ta biết được? Trong sàn nhảy thường xảy ra những chuyện như vậy, không thể nghi ngờ cô được. Tiếu Lan tự mình an ủi, nhưng trong lòng đã hốt hoảng vô cùng, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Tôi không biết. Người đàn ông vừa kêu thảm, vừa thốt ra vài chữ ngắn ngủi. Ô, cứng họng đấy nhỉ? Xem ra nhận của kẻ đó không ít trái tim người đàn ông bị đạp thịt một tiếng những ba nghìn đồng lận đấy cả tháng lương của hắn ta nhưng nhiều tiền thì cũng phải có mạng để hưởng thụ anh nói đúng không không lẽ cô muốn giết tôi đôi mắt đàm hy lạnh lùng đương nhiên tôi không giết anh được rồi phạm tội đấy nhưng cô dùng mũi chân chọc chọc người đàn ông đau điếng mặt mũi méo mó hại anh phế thì có thể làm được cái này cũng là phạm pháp chúng ta có thể kiểm tra vết thương đàm hy hiểm ác nhếch môi Thầm thì đủ để hai người họ nghe thấy, tôi có thể bảo đảm, kết quả xét nghiệm đều sẽ bình thường, nhưng cả đời anh đừng hòng nghĩ đến việc lên súng bóp còn nữa, tin không? Cô, tôi nói thật, dù gì chuyện này cũng không phải lần đầu, một lần biết hai lần quen, từ từ rồi cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Người đàn ông lộ vẻ mặt khó xử, đối phương còn chưa đưa hết nửa còn lại cho hắn, nếu nói ra, 1.500 đồng khả năng sẽ mất. Nói, không nói, à, anh nói xem anh gắng gượng ở đây có ý nghĩa sao? Trung Quy, kẻ muốn chọc tôi là ai đó, còn người chịu tội lại là anh. Chật chật đáng thương quá, người đàn ông bị đả kích, trong mắt lộ vẻ hận thù. Đúng vậy, nếu không phải do con nhỏ đó kêu hắn chọc bà cố nội này, thì của quý của hắn sao có thể bị đạp, trước mặt bao nhiêu người mang cái danh kẻ háo sắc chứ. Nói hay không, đôi mắt đàm hy lộ vẻ chán trường, tôi đã không còn kiên nhẫn nữa, nói không chừng, vừa bước ra khỏi cửa anh đã bị giao nộp vào tay cảnh sát, giam không được vài năm, thì cũng ngồi tù giam ba tháng. Không được gọi cảnh sát, tôi nói, là một cô gái, cô ta kêu tôi quấy rối cô, tốt nhất. Tốt nhất sao? Tốt nhất đưa cô lên giường." Nụ cười Đàm hy trở nên lạnh lùng, "Người đó có ở đây không?" "Có, chỉ cho tôi xem, chính là cô ta, chương 545, cô vẽ khá đấy, nhưng đáng tiếc đối thủ là tôi." Theo hướng chỉ của người đàn ông, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Tiếu Lan. Lớp trang điểm phai mờ khó mà che giấu được vẻ hoảng loạn trong đôi mắt Tiếu Lan cô ta lùi lại một cách vô thức anh nói láo đàm hy cười nhạt không nhìn cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới chân cô ta nói anh nói láo sao đây tôi không nói láo người đàn ông lộ ánh mắt giận dữ chính là cô ta đã kêu tôi trà trộn vào sàn nhảy để sờ mó cô còn cho tôi một gói bột thuốc để tôi lừa cô uống bột thuốc chính là cái này người đàn ông mau chóng rút từ trong túi quần ra một túi giấy nhỏ run lẩy bẩy đưa cho đàm hy tôi chỉ tính quấy rồi trên sàn nhảy thôi tuyệt đối không dám hạ thuốc với người khác. Đàm Hy cười nhạt, lực chân giảm nhẹ lại, người đàn ông sụi lơ trên sàn, như chút được gánh nặng. Cô ném tàn thuốc đi, giơ tay cầm lấy gói thuốc, lúc dơ lên mũi người, mùi thuốc nồng nặc, tuy không biết hiệu quả cụ thể của nó, nhưng có một điểm khẳng định là bột giỏm. Không khác gì mấy thứ mười mấy tệ ngoài vỉa hè, Tiếu Lan tính dùng nó để đối phó với cô, Đàm Hy thật lòng hoài nghi, con người này có phải không có não không? đàm hy lia ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía kẻ đầu sỏ tiếu lan lảo đảo lùi về phía sau không phải không phải tôi ông chủ có thể mượn một anh vệ sĩ sau lưng ông không a à, dũng cảm ơn đàm hy nhếch môi người phụ trách bĩu môi ông là vì mấy chai rượu vang thôi nếu đã làm mùng một rồi còn cần gì không làm luôn mười lăm chữ người trong giang hồ lấy chữ nghĩa làm đầu anh muốn làm gì buông tay ra tiếu lan hét lên nhưng không tài nào thoát khỏi sự khống chế của anh vệ sĩ si áo đen, như con gà con bị lôi cổ áo ném lên sàn nhảy, chẳng có cơ hội để phản kháng. Đàm Hy bước lên, từ trên cao nhìn xuống cô, đây là thuốc gì? Tiếu Lan liếc nhìn cô với ánh mắt hận thù, đội lại mái tóc giả lúc nãy do vùng vẫy nên rớt xuống. Nhưng giữa chừng bị Đàm Hy một chân đá đi, tôi hỏi chị lần nữa, thuốc này dùng để làm gì? Tiếu Lan trợn mắt nhìn cô, hơ, muốn biết sao? Muốn biết thì cô cứ uống thử đi một bộ dạng heo chết không sợ nước sôi, đám đông cũng bắt đầu chỉ trỏ, đàm hy lại rất thong thả, chỉ nói ý hay đấy. Cái gì, đàm hy vẫy tay, gọi an an tới, nói nhỏ bên tai một hồi, người sau đi về phía quầy ba, nhanh chóng đem một ly rượu cốc tai tới. Trước mặt tiếu lan, đàm hy mở gói giấy ra, sau đó bỏ vào trong ly. An an lắc đều, để cho bột thuốc hòa tan hết vào trong rượu. Muốn làm gì đây, uống thật ư, lỡ uống ra bệnh gì, mọi người đều đang trong trạng thái xem kịch ai ai cũng ánh mắt đợi chờ không chỉ vậy còn kháo nhau bàn luận về diễn biến tiếp theo tiếu lan đột nhiên có dự cảm không hay quả nhiên đàm hy cầm lấy ly rượu đưa tới trước mặt cô nếu thuốc này do chị đưa lại không nói rõ công dụng là gì vậy để chị thử nha nụ cười ác ý trên môi ánh mắt đàm hy thật lạnh lùng bỏ ra tiếu lan hô tay tính làm đổ cái ly đàm hy đã sớm biết chiêu trò này của cô ta kịp thời thu tay lại một giọt rượu cũng không rơi xuống. Xem ra chị không đồng ý, chỉ có thể tìm anh vệ sĩ giúp đỡ. Sắc mặt Tiếu Lan thay đổi hẳn. A à, Dũng đã được cô gọi tới, tôi nói. Đây chỉ là thuốc cảm thông thường mà thôi. Vậy ư, ừ, tôi không tin, thử cho chắc. Thật đó, tôi không lừa cô. Lúc đầu cô ta thật sự tính dùng thuốc kích dục hoặc thuốc mê, nhưng không kịp chuẩn bị, chỉ đành chạy qua nhà thuốc đối diện cây tivi mua mấy viên thuốc cảm gây buồn ngủ, bỏ vào nhộng rồi đổ bột thuốc, rồi dùng giấy gói lại đưa cho người đàn ông. Đàm Hy nhướng mày, cô không tin có thể xem trong túi của tôi, có hộp thuốc, còn cả vỏ nhộng nữa. Vì vậy, chị thừa nhận đã kêu người đàn ông này tái máy tay chân với tôi. Tiếu Lan ngẩn người, một giây sau, mặt trắng bệch. Đàm Hy bóp lấy cổ cô ta, cười lạnh lùng, lợi hại đấy, cô gái, thủ đoạn hèn hạ này cũng bị chị nâng lên tầm cao mới, quấy rối, bỏ thuốc, có phải đợi tôi ngủ rồi thì gọi người đến cưỡng hiếp không? Ánh mắt lạnh lùng chuyển động, ý hận thù lộ ra. Tôi chỉ là muốn cho cô bài học, chỉ có biết như vậy là phạm tội không hả? Phạm tội, trong mắt Tiếu Lan thoáng qua sự run sợ, sau đó lắc đầu điên cuồng, không. Tôi không có, nói cho cùng, cô ta vẫn sợ, nhân chứng vật chúng đầy đủ, còn muốn ngụy biện. Đàm Hy, là cô làm nhục tôi trên mạng trước, đôi mắt cô gái lộ vẻ phẫn nộ như núi lửa phun trào, muốn phá hủy mọi thứ, tôi làm vậy, chỉ là do cô ép thôi. Hết thuốc chữa, cô có biết, vì cuộc thi này, tôi đã chuẩn bị bao lâu không? đàm hy nhíu mày ba năm suốt trăm ngày nghìn đêm tôi không ngừng luyện tập không ngừng vẽ đến thầy hướng dẫn cũng nói năm nay nhất định tôi sẽ giành được giải vàng nhưng mọi thứ đều bị cô phá hủy trên đời này không chỉ có mỗi mình chỉ cố gắng đúng vậy tôi biết cô mạnh hơn tôi thua cho cô cũng không nói gì được nhưng tại sao lại gây chuyện trên mạng khiến cho mọi người đều biết tôi đã làm gì để cho cô sỉ nhục như vậy vì chị là người thua cuộc tiếu lan không tìm được lời phản bác nào Đàm Hy lại tiếp tục nói, tôi không cho rằng hạng hai là danh hiệu đáng hổ thẹn, vừa nằm trong tóc đầu, lại còn có không gian tiến bộ. Tiếu Lan ngơ ngác, cô, việc hôm nay tôi có thể không truy cứu, nhưng, cô dừng lại, ánh mắt sắt bén, lần sau không có ngoại lệ. Tiếu Lan ngẩn ngươi ngay tại cỗ, một lúc sau mới phản ứng trở lại. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ vào đồn cảnh sát, nên quyết định đem hết những oán hận trong lòng nói hết ra. Không ngờ, đối phương lại tha thứ một cách hời hợt như vậy. Tại sao? Một hồi trần trừ, cô ta vẫn không thể nhịn được mà hỏi. Từ khi mới gặp, cô ta đã biết Đàm Hy không phải thánh mẫu, ngược lại, cô độc ác hơn ai hết. Chị vẽ đẹp lắm, nhưng tiếc rằng không phải đối thủ của tôi. Khoe khoang gần như cuồng vọng, đồng cảm ư, một nhà nghệ thuật chân chính, không cần đồng cảm, cũng không cần tùy tiện ban phát sự đồng cảm. Tiếu Lan ngơ ngác như hiểu như không, đơn giản mà nói, tôi thích tác phẩm của chị, cũng thích cảm hứng về phóng viên chiến địa, dù cho chị tùy tiện nói bừa, hay là chuyện có thật cũng không ngăn cản được sự bi tráng mà câu chuyện muốn truyền đạt bởi vì bức vẽ của tôi sao đàm hy hừ lạnh không lẽ vì con người chị tiếu lan đột nhiên cảm thấy đối phương không đáng ghét như những gì tưởng tượng cô kiêu cạo là bởi vì cô có cái tư chất để kiêu ngạo phách lối bởi vì cô có cái vốn để phách lối núi cao còn có núi cao hơn ngoài bầu trời còn có bầu trời khác hình như cô lúc nào cũng muốn tìm cái khó cho mình giống như đàm hy nói thay đổi góc suy nghĩ, hạng hai cũng không tệ. Tiếu Lan đi rồi, trước khi rời khỏi đã cúi đầu xin lỗi đàm hy. Vệ sĩ cản lại, cô gái nào đó liền vẫy tay, để chị ta đi. Mọi chuyện rắc rồi đến đây kết thúc, chỉ là, hàn sóc, vậy thằng dưới chân tôi thì sao? So với tên dê sồm trước, tên này mặt giống chó hơn, thoạt nhìn cũng khá trẻ. Tên trước là có người xui khiến, còn tên này, thì đích thị là kẻ háo sắc rồi. Nhiễm dao vô duyên vô cứ bị hắn sờ mông, đàm hy không tính dễ dàng bỏ qua trực tiếp kêu hàn sóc gọi cảnh sát các ngươi dám quào wow, bà đây lần đầu thấy có kẻ bị bắt lộ nguyên hình mà còn phách lối đến vậy đấy chân hàn sóc giẫm mạnh hơn vì cái thá gì vậy hả ai ra đau đau đa mày biết tao là ai không có thể ghiền chết chúng mày hơ giờ đến con ngọc hoàng đại đế tao còn không sợ tao có cần biết mày là thằng nào đấy buông chân mày ra dựa vào đâu tao sẽ kiện mày cố ý làm bị thương đây trước đó mày nên ngoan ngoãn ngồi trong đồn đi. Nói xong, liền lấy điện thoại ra. Người đàn ông biến sắc, mặc cho cơn đau đớn trên người, cố ngồi dậy giật lấy cái điện thoại. Hàn sóc nhanh chóng lùi lại, né người đi. Mày thử gọi cảnh sát xem. Sắc mặt tối thui, ánh mắt đầy ác cảm. Dám uy hiếp bà đây sao? Một tát vào mặt đối phương, mày chưa có cửa nhé. Người đàn ông đơ một giây, rồi lại tiếp tục vùng vẫy, mày dựa vào cái gì mà đánh tao? Bốp, tao lại đánh này, sao hả? Con mẹ mày thử lại xem. Hàn sóc, đây là do mày kêu tao đấy nhá, đồ ngu. Đến khi cô bấm xong 113, chuẩn bị gọi điện, đột nhiên bị một cánh tay giật mất điện thoại. Người đàn ông như thấy được cứu tinh, kêu la ai oán, anh dịch, anh đến cứu em. Chu dịch không nhìn tên đó, mà trực tiếp mặt đối mặt với hàn sóc, đột nhiên, tia lửa bùng cháy, đùng đùng đùng. Mèo hoang, lâu rồi không gặp, tên biến thái, hai người gần như mở miệng cùng lúc, chương 546, Chu Dịch vs hàn sóc. Anh Dịch, hai người, quen biết, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, gián đoạn cuộc chiến không nhường nhau của hai người. Không quen, nhìn lại lần nữa, hàn sóc hứ, Chu Dịch cười bất cần đời. Anh Dịch, em không muốn vào đồn, trong tháng này đã là lần thứ hai rồi, ông già sẽ điên lên mất. Chu Dịch nhấc chân lên đạp, vậy sao cậu không kiềm chế cái móng chó của cậu đi? Người đàn ông nhìn về hướng nhiễm dao, cũng không biết nói gì, nói chung không phải nhận lỗi. Anh dịch, đùng gọi bừa, anh cứu anh em với. Được rồi, xin lỗi trước đi. Xin lỗi, cậu sờ con gái người ta, không xin lỗi sao? Vâng, hắn ta bỏ dậy, nhịn nỗi đau ở bộ phận nào đấy đi đến bên nhiễm dao, cách một bước dừng lại, à thì. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là nhận nhầm cô thành bạn gái cô thôi. Chống chế, không đợi tiểu công chúa nói ra, hàn sóc ở bên cạnh. Đã cắn răng nghiến lợi rồi. Chu dịch nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng, liên quan gì cô? Hàn sóc khẽ ngước cầm lên, cá mè một lứa. Chu dịch cười khi thành tiếng, ánh mắt thâm trầm, nhiễm dao mím môi, đối mặt với tình huống trước mắt có phần luống cuống, ánh mắt cầu cứu nhìn qua đàm hy, người sau khẽ nhíu mày. Chu dịch, chị đàm, lúc nãy chỉ có đồng ý mối bàn tặng một chai rượu, hãy để tôi mời, mong chị bỏ qua thằng danh này một lần. Tháng này nó mà vào đồn thêm lần nữa, e là sẽ bị lột mất một lớp da đó chúng ta giải hòa chị muốn gì cũng được đàm hy hỏi ý kiến của tiểu công chúa người sau nhìn người đàn ông thật ra cũng không có thể gọi là đàn ông hắn ta trông khá trẻ thậm chí còn ngây ngô như lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa vậy thì thôi đi cậu trai áy náy nhìn cô không biết là do rượu hay do không khí ở đây quá nóng hai má đỏ ửng cả lên xin xin lỗi thật sự là cô giống bạn gái cũ của tôi lắm tôi còn tưởng rằng lần sau không được vậy nữa Tiểu công chúa trọt trọt ngón tay, cúi đầu nói nhỏ. Đây chỉ là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có lần sau. Ưm, ừ, cảm ơn cô, nhiễm dao, hàn sóc giận dữ đạp chân một cái. Tiểu công chúa bĩu môi, nép về phía an an. Chu dịch quay ra nhìn hàn sóc từ trên cao, nhãi con, còn dám giấu với ông đây à? Sau khi rời đi, đàm hy bắt chu dịch trả luôn tiền phòng karaoke. Hắn cười tươi giói, liền đồng ý. Trên đường về trường, hàn sóc cúi đầu, không nói năng gì. Đàm Hy để An An đưa nhiễm dao về ký túc xá trước, cô và Hàn Sóc đi sau, còn một tiếng mới đến giờ giới nghiêm, đến sân tập đi bộ chút không. Đi, gió đêm man mát, giờ này, trên sân trường gần như không thấy bóng người. Chật, lạnh thiệt, Hàn Sóc dùng mình một cái. Cần tớ cởi áo khoác cho cậu không? Cậu chịu sao? Đàm Hy bắt đầu cởi nút ra. Ai, tớ nói đùa đấy, bên trong cậu mặc mỗi cái áo hai giây, cởi ra cho lộ hàng hả. Không sợ lạnh cóng hả? Hàn Sóc xì lên một tiếng không đến nỗi chỉ là cảm thấy có chút ảm đạm dọc đường không thấy cậu nói chuyện trong lòng không vui hả hàn sóc lấy một điếu thuốc ra mồi lửa cho tớ một điếu không sợ đại soái ca lục của cậu phát hiện sao anh ấy ở thủ đô sợ gì chưa chắc nha phải biết là người đàn ông của cậu là một sinh vật thần kỳ đàm hy nhét miệng vậy có cho không thì bảo cho 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 sợ cậu rồi được không không chỉ cho mà còn giúp cô mồi lửa hàn sóc chật chật lưỡi sự đãi ngộ này của cậu cũng không phải lúc nào cũng nhận được đâu. Cảm ơn, sóc con, biến, đàm hy nhả một hơi khói ra, thuần thục kẹp điều thuốc trên tay, nói đi, không vui vì cái gì. Hàn sóc trầm ngâm mội hồi, tại sao phải đồng ý? Cậu nói đồng ý để chu dịch thả người đó sao? Ưm, ừ, giao tình của cậu và anh ta tính sau, nhưng nhiễm giao thật sự đã bị thiệt. Cậu tưởng tớ bán đứng nhiễm giao để lấy mặt sao? Lời này thẳng, thừng, hàn sóc nghe thấy cũng thấy sặc, từ cậu nói đấy, tớ không nói vậy, hứ, còn chẳng phải ý đó sao, giả bộ làm gì, vậy cậu giải thích xem nào. Đàm Hy trầm ngâm một lúc, giống đang sắp xếp từ ngữ, nói vậy đi, cho dù chúng ta gọi cảnh sát, tên đó có vào thì chẳng bao lâu sẽ lại bình yên vô sự bước ra mà thôi. Sạc, ý gì đây, ánh mắt Đàm Hy xa xăm, cố làm ra vẻ thâm trầm thở dài, quyền lực đó, chính là vậy đó. Tớ không hiểu, đối phó với hạng công tử ấy, biện pháp tốt nhất là không nên báo cảnh sát, bởi vì cứng đối với cứng, đứa bể chỉ có chúng ta. Vậy phải làm sao, thuận chiều thôi, âm thầm trói trong bóng tối. Có vẻ rất phức tạp, trước đây cậu sống ở Hồng Kông, trời cao hoàng đế xa, so với mấy ma vương hỗn thế sống dưới chân hoàng thành thì chẳng thể cung cấp được, không hiểu cũng là lẽ thường. Như vậy chính là, sai cấp sao, có thể nói là vậy, nhà nhiễm giao cũng không kém, cứng đối cứng chưa chắc chúng ta thua. chương 547, dễ như vậy, xử. Hát xì, anh dịch, anh bị cảm hả? Chu Vĩ đưa khăn giấy cho hắn ta, nụ cười đượm vẻ nịnh hót. Biến, hắt xì, gạt người phụ nữ nồng nặc nước hoa trong lòng mình ra, Chu Dịch né người qua một bên. Đáng tiếc, người đẹp chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài, thực tế đầu óc như bã đậu, lại còn bám theo, khiến cho Chu Dịch lại hắt hơi thêm hai lần. Lần này, không có thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ cảm thấy phiền. Mẹ kiếp, cô dùng loại nước hoa gì vậy? Cút ngay, cậu Chu, người phụ nữ đỏ khóe mắt, Đôi mắt Phượng lộ ra vẻ oan ức, giống như con thỏ nhỏ vô tội vậy. Nếu bình thường, Chu Dịch không ngại dỗ dành một chút, rồi nhét vài tờ nhân dân tệ vào đôi hòn non bộ cao cao ấy. Thỏ con vui vẻ, hắn cũng thấy đắc ý, nhưng lần này, nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng phách lối của Hàn Sóc, lòng cậu Chu đây thấy phiền não vô cùng. Anh Dịch, Chu Vĩ lại thăm dò thêm hai tiếng, thấy sắc mặt anh không ổn, mau chóng đuổi tiểu mỹ nhân muốn khóc đi, một mình ngồi bên cạnh hắn, anh sao vậy? ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta lúc nãy còn chưa tính sổ ai cho cậu sờ mông người ta chẳng phải em hoa mắt sao nhìn tấm lưng đó giống hệt bạn gái cũ của em bạn gái cũ có thể sờ đâu thì sờ à ngủ cũng ngủ rồi sờ một chút có sao chu dịch cười rồi mắng cậu ta lưu manh vậy mà lưu manh tôi còn muốn ngủ với tiểu yêu tinh đó một lần nữa cơ giỏi lắm anh đừng có khinh cái cảm giác ấy chu vĩ không biết nghĩ gì ánh mắt lộ vẻ hoài niệm sướng dã man luôn chu dịch cười nhạt thật ra, lúc nãy cái cô kia cũng được, dễ thương lại ngây thơ, chân vừa trắng vừa thẳng dài, mông cong, sợ cảm giác như cặp mochi vậy. Cậu muốn nói gì, anh dịch, nếu anh đã quen mấy cô gái đó, anh cho em cách liên lạc đi, em theo đuổi thử xem cũng được. Cậu muốn theo đuổi cô ấy, ánh mắt chu dịch thoáng qua vẻ quái dị, phút chốc nhếch môi dưới, chắc chứ. Đây chẳng phải chuyện lớn, chỉ là cô sinh viên đại học thôi mà. Ừm, cháu ngoại của ông Đường, thiên kim của nhiễm thư kỳ, đích thực không phải chuyện gì lớn phụt, Chu Vĩ phun ra ngụm rượu, cả người hỗn loạn, ông, ông Đường. Cô gái đó họ nhiễm, tên thật là nhiễm dao, cậu còn muốn lấy số điện thoại không? Chu Vĩ như bị xét đánh, thật sự là cháu ngoại của ông Đường sao? Nể mặt hai ta cùng họ, nói không chừng 800 năm trước còn là người một nhà, khuyên cậu một câu chân thành, sau này đừng có tùy tiện giơ móng vuốt ra, có những cặp mông không sờ được đâu. Anh Dịch, chuyện này chắc sẽ không đến tai ông Đường đâu nhỉ? Ai mà biết được, Chu Vĩ mặt đau khổ, anh dịch, anh phải giúp em một tay. Nếu biết trước lai lịch của cô gái đó, em đã không sợ tùy tiện rồi. Giờ mới biết lợi hại, có thể thốt thì làm được gì chứ? Em, được rồi, xem mặt của cậu kia. Anh, anh đồng ý giúp em rồi phải không? Người ta không tính truy cứu, không cần tôi giúp. Chu Vĩ giờ mới yên tâm, lúc thì châm níu thuốc, lúc thì rót ly rượu, hận không thể đem Chu Dịch lên bàn thờ cúng bái như tổ tông. Được lắm, anh, sau này anh có việc gì cứ việc nói anh em đây chỉ cần giúp được tuyệt đối không chối từ chu dịch uống ngụm rượu vang đột nhiên dừng lại cậu nói đúng là có việc cần thỉnh giáo cậu đây thỉnh giáo nặng lời rồi em đây chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận sao chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận là không biết thì sẽ không nói nếu biết sẽ nói hết toàn bộ nói tiếng người âu rốt cuộc là chuyện gì chu dịch nghĩ nghĩ sắp xếp câu chữ rồi nói thật ra cũng không có gì chỉ là một cô gái có xích mích với tôi theo cậu thì đối phó làm sao đẹp không nhớ đến khuôn mặt cũng xem là trắng trẻo của hàn sóc cùng với ánh mắt hơi xếch lên trên chu dịch trả lời nhìn được vóc dáng thế nào chân dài eo thon tính cách thì sao giống mèo hoang khụ đơn giản cực chơi cô ta đi chu dịch hơi ngẩn người hồi sau nhưng ngộ ra rồi gật đầu được lắm oát con hi 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 nửa đêm hàn sóc mơ thấy cô bị một con sói hoang không có lông nhắm trúng lúc chạy trốn đã rơi vào trong giếng. Lúc sáng tỉnh dậy, cả lưng ướt đẫm, cố gượng đến lớp, ngồi chưa được 20 phút toàn thân nhũn cả ra, kết quả ngủ đến khi tan học. Đàm Hy, đêm qua đi ăn trộm hả? Trộm sói, bởi vì nhóm đại học T đạt hạng nhất lấy điểm tuyệt đối, trường học sau khi xem xét đã quyết định làm buổi lễ trao thưởng cho nhóm Đàm Hy. Dự định là vào thứ hai lúc kéo cờ, trước mặt toàn thể sinh viên giảng viên. Phát thưởng, thưởng gì? Đàm Hy bỏ tai nghe xuống, nghe một lúc lâu, vẫn không chịu được liền chặn hỏng Phạm Trung Dương. Cúp đoàn thể và cúp cá nhân ngày hôm đấy đã nhận luôn rồi, cái trước được bày trong văn phòng của ngành nghệ thuật, còn cúp của Đàm Hy và thời nguyệt người nào người nấy tự bảo quản, nhà trường không lý nào lại đi đòi lại cấp rồi trao lại cấp trước mặt sinh viên giáo viên toàn trường đấy chứ. Nếu là vậy thật thì nhà trường rảnh qua đó, lần này là bên phía nhà trường phát thưởng, chính xác là quà thưởng. Khổ, trường học muốn cho tiền tụi em hả? Ừ, bao nhiêu, hai mắt Đàm Hy sáng rỡ. Sao em chỉ để ý đến tiền vậy hả? Tim Phạm Trung Dương đau như cắt, em phải nhớ kỹ, em là nhà nghệ thuật. Điều cơ bản nhất của một nhà nghệ thuật là gì? Thanh cao, âu, oh, nhưng em không có thì phải làm sao? Nhà nghệ thuật có thể không ăn không uống không mặc được sao? Đó là chuyện chỉ có thân linh mới làm thôi chứ. Tôi nói không lại em, dù gì tự em chuẩn bị trước tâm lý là vừa. Ê, còn chưa nói cụ thể bao nhiêu tiền nữa? Đồng đội 20.000, em và thời nguyện 10.000 trường chúng ta giàu thật đấy. Phạm Trung Dương bốp một tiếng, trực tiếp cúp máy. Đàm Hy bĩu môi, tại tôi sao? Chớp mắt, đã thứ hai. Lễ phát thưởng tiến hành thuận lợi, nhân vật đoạt giải vàng là Đàm Hy được mời được trước mic. Dưới ánh mắt kỳ vọng của mọi người, trong lòng cô đã mắng lão Phạm một trận, dám không nói trước với cô có vụ lên phát biểu này. Cô không có chuẩn bị gì hết à à Phạm Trung Dương, em cứ nói đại hai ba câu cho có là được. Đàm Hy, hơ hơ, trên khán đài chưa có động tính gì, dưới khán đài đám đông đã có chút nháo nhào vỗ tay để khích lệ hít thở sâu mặt mỉm cười chào mọi người mình là đàm hy nữ thần một tiếng kêu vang lên toàn hội trường như chết lặng trong hai giây sau đó nữ thần nữ thần đàm hy ngẩn cả người ban lãnh đạo nhà trường đứng một bên cũng ngẩn cả ra đợi tiếng gieo hò dừng lại đàm hy vội nói hai ba câu cũng chỉ là cảm tạ ai đó rồi khích lệ mọi người một chút nghi lễ kéo cờ kết thúc đàm hy tính rút êm Cao Văn đuổi theo, đội trưởng, nổi tiếng qua đó. Ờ, giải đồng đội được 20.000, mỗi người 4.000, chuyển khoản cho cậu luôn hay sao? Bởi vì Đàm Hy nhận giải cá nhân, vì vậy lúc nãy là Cao Văn đại diện nhận phần thưởng đồng đội. Tôi và thời nguyệt tính rồi, phần thưởng đồng đội không lấy, các anh chị chia ba đi. Cao Văn biết tính cô, không chơi trò thám thính giả bộ đó, nói không lấy là không lấy, vì vậy không khuyên nữa. Dương Duy đi tới, hai em nói gì với nhau đấy? không cần anh lo cao văn liếc nhìn đừng quên giờ em là vợ của anh sao anh không lo được nói xong đưa tay ra ôm người vào lòng thể hiện chủ quyền đêm ngày thứ hai sau khi kết thúc thi đấu trở về trường dương duy đã ở dưới ký túc xá nữ tỏ tình với cao văn sau khi hứng chịu một chậu nước lạnh và bị đá một phát anh ta đã thành công ôm mỹ nhân về từ giã thân phận cầu độc thân phải biết rằng cao văn cũng là một người đẹp trong khoa ngày trước vì chuyên tâm vẽ vời cự tuyệt biết bao lời tỏ tình của các chàng trai. Lần này lại chấp nhận Dương Duy, xem ra, là yêu thật lòng, Cao Văn, tôi chỉ cảm thấy anh ấy giống con gà bị rớt xuống nước đứng ở dưới lầu trông ngốc lắm, lại còn bị mọi người xung quanh chê cười, nhất thời chịu không được liền chạy xuống, không ngờ bị Dương Duy tên IQ thấp đó bám lấy không thôi, còn uy hiếp không đồng ý không cho đi, thật đúng là thổ phỉ mà. Đàm Hi ô, oh, áp trại phu nhân, Cao Văn, kết thúc nghi thức phát thưởng, giải thưởng được chuyển đến tài khoản ngay ngày hôm sau, Đàm Hy kiểm tra, vừa đúng người nhìn đồng, đương nhiên không tránh khỏi mời ăn rồi. Vốn dĩ tưởng chuyện thi đấu và những chuyện sau đó đã êm xuôi, không ngờ mấy nhà quản lý liên tục đến tìm Đàm Hy. Bởi vì trước đó đã từng hot một dạo trên Weibo, có người muốn cô làm hot girl, có người cảm thấy ngoại hình cô khá, muốn cô làm người mẫu hay ngôi sao gì đó, định hình xong cho ra mắt luôn. Thế loại kỳ lạ nào cũng có, không thể nào tưởng tượng hết. Ngoài giới giải trí ra, giới thư hỏa cũng như nhắm trúng miếng thịt béo bở này. Chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, đã có 7 nhà triển lãm muốn ký với cô, còn đồng ý cung cấp nguyên liệu tốt nhất, trong đó có mấy nhà trong nước cũng có tiếng tăm kha khá. Lúc đầu Đàm Hy còn kiếm cứu uyển chuyển từ chối, sau đó thì quá phiền, tắt máy luôn. mươi 548, bỏ xuất ngoại, nghiêng bóng thành đôi. Mấy vụ này còn có thể từ chối ngay được, nhưng có một thứ hơi bị khó. Theo như thông lệ hàng năm của cuộc thi phát họa, người đoạt cắp vàng không chỉ được chiếc cắp tượng chung cho vinh dự, mà còn nhận được học bổng của Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Anh, miễn phí toàn bộ các khoản phí khác. Đương nhiên điều kiện chiêu sinh cũng cực kỳ khắc nghiệt, nhưng vẫn hấp dẫn bao nhiêu học viên muốn đổ xô vào. Đối với người ngoài mà nói có thể đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đàm hy thì lại thấy hơi dư thừa chẳng ngon lành gì, nhưng bỏ thì tiếc. Thứ nhất, cô không thể bỏ lại mọi thứ ở trong nước. Thịnh mậu trước mắt vừa đi vào nền nếp, đàm thị còn trong tay chú hai xấu xa, quá nhiều chuyện chưa làm xong, không thể cam lòng bỏ đi được. Hơn nữa, kiếp trước đã ở nước ngoài quá lâu rồi, kiếp này không tính mộng cũ lặp lại, sự cô đơn đó khiến người ta phát điên. Trước đây còn có cố nguyên bên cạnh, nếu giờ ở nơi đất khách xa nhà còn ai có thể đem lại sự ấm áp. Sau cùng, là điều quan trọng nhất, cô không nỡ rời xa lục trinh. Em nói sao, Phạm Trung Dương đập tay lên bàn làm việc, đứng sững dậy, nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Đàm Hy dài ấn đường, em nói em không tính đi nước anh chưa tỉnh ngủ hả hay bị sốt đàm hy em có biết em đang nói gì không có cần em lặp lại lần nữa không thầy ngồi xuống cổ em sắp ngước đến mỏi lắm rồi phạm trung dương điều chỉnh lại tâm trạng ngồi trên ghế nhưng vẻ mặt căng thẳng vô cùng xem ra quyết định này của đàm hy đã kích động ông không hề nhẹ đấy ngồi xuống nói có tốt hơn không thầy thả lỏng em cũng không mệt đừng hòng lôi thôi với tôi nói rõ xem tại sao không đi nước anh bao nhiêu người muốn có cơ hội này em sao lại vẻ mặt bất cần đời của đàm hy đột nhiên trở nên vô cùng cẩn trọng cô nói em không muốn kẹo ngọt của người này lại là thuốc độc của người khác tốt hay xấu còn phải xem cách nghĩ của mỗi người tuy rằng quyền quyết định ở chỗ em tôi không can thiệp vào được nhưng dù sao vẫn rất đáng tiếc cơ hội như vậy bao nhiêu người muốn mà không được cô lại nói không muốn là không muốn hời hợt như vậy có mất ắt có sinh, thôi vậy, tôi cũng không khuyên em được, tấm lưng cứng đơ của Phạm Trung Dương sụi lơ xuống, cải cười đều nhún hẳn. Ông sống hơn nửa cuộc đời rồi, lại không bằng sự thẳng thắn của một cô gái mới 20 tuổi đầu. Nghĩ theo cách khác, có thể buông bỏ cơ hội nhận tỉnh tuần làm thầy, mà chọn làm đồ đệ của ông, cá tính không an phận theo quy luật này, chẳng phải đã sớm phải quen rồi sao? Đã có thể từ bỏ tỉnh tuần, sao lại tiếc nuối suốt học bổng du học chứ? Càng quen biết lâu, Phạm Trung Dương càng phát hiện, cô gái này không hề dễ quản đã đến mức muốn gì làm đấy rồi chỉ cần cô chọn thì nhất định sẽ kiên trì chỉ cần cô kiên trì thì nhất định sẽ thành công này ông già đừng bi quan thế ai bảo nhất định phải từng du học thì mới hơn người chứ đàm hy chấp mắt đến lời an ủi cũng bị cô nói với sự tự tin ngập tràn như vậy không thể nói nổi kệ lão già như tôi khuyên không được em mau đi đi đừng đứng đây làm tôi đau lòng nữa cái này thì không được đàm hy đứng dậy nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, em đã đặt bàn ở hỉ duyệt thôn rồi, giờ qua đó vừa kịp bữa cơm. Em, mời tôi ăn cơm, lấy được giải vàng không phải nên tạ ơn sư phụ sao? Phạm Trung Dương vốn dĩ trong lòng đang cực ảo não, giờ như gió mát thoáng qua, trong phút chốc vui sướng vô cùng. Hỉ duyệt thôn ở gần trường học, so với những nhà hàng khác cũng gọi là cao cấp hơn, trên tầng 2 còn có 4 phòng riêng tên Van Gogh, Monet, Cezanne, Picasso. Tuy có vẻ màu mè, nhưng rất có sáng tạo tên mấy phòng này cũng hay ra phết. Phạm Trung Dương lần đầu đến, nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc này thì không khỏi ngoảnh lại nhìn. Đàm Hy đặt phòng văn gốc, hai người ngồi xuống không bao lâu, Khương Nghi đến rồi. Bà cũng đến à, Phạm Trung Dương hơi chán, Khương Nghi liền dừng lại, sau khi phản ứng, liền cười rất vui vẻ. Sao, không hoan nghênh, lời này sao nói thế chứ? Tới đây, ngồi xuống nào, Đàm Hy gõ bàn, người đến đủ rồi, gọi đồ thôi. Một bữa cơm, đàm hy khó tránh khỏi kính rượu rượu đế ngửa cổ ra uống cạn khiến hai ông bà giáo sư ngẩn ra luôn xì si, em xem em còn gì không biết không hả hút thuốc uống rượu phạm trung dương nhìn cô uống quen vậy nhịn không nối phải bình luận nghệ sĩ mà ai lại không có chút sở thích chứ nói chung là chủ hay khách đều vui tiễn phạm trung dương và khương nghi ra về đàm hy về trường gió đêm thổi tới mang hơi nóng vừa vào hè lại thêm chút rượu toàn thân nóng ran Đàm hy liền cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo mỏng trên người. May là trời đã tối, một màu xám xịt, không ai chú ý lắm. Hàn Sóc kết thúc một ngày huấn luyện, gọi xe về đến cổng trường, bắt gặp một con say rượu. Nhìn kỹ thì, ồ hô, ê này, đã hai ở chỗ nào thế? Cả người toàn mùi rượu, nồng chết đi. Được, Đàm hy giơ tay, làm gì? Dìu tớ xíu, cậu không khách sáo gì cả. Hi hi, với cậu thì không cần, có tin tớ vứt cậu ra đường không hả? Dám thử xem, hai người vai kề vai đỡ người, dưới ánh chiều tà chưa tắt hướng về cổng trường. Nhưng người thành đôi, năm tháng tốt đẹp, chương 549, sự việc phương án đầu tư bị tiết lộ. Nháy mắt đã vào tháng 5, nhiệt độ tăng lên, mỗi ngày lại ấm áp hơn. Áo phong tay dài đổi thành tay ngắn, váy lại càng ngắn hơn. Kỳ nghỉ quốc tế lao động, An An và tiểu công chúa phải về nhà. Hàn Sóc tiếp tục đến công ty để huấn luyện. Đàm Hy vốn dĩ tính về thủ đô ôm ấp người đàn ông của mình, vé cũng đã mua xong, nhưng vì một cú điện thoại của Lưu Diệu đã làm đảo lộn toàn bộ sự sắp xếp. Đối phương bảo trong 3 ngày phải đưa ra phương án giải quyết khả thi, nếu không. Nếu không cái gì, không loại trừ khả năng tố tụng pháp luật, gắng gượng trước, tôi đến công ty ngay. Đàm Hy đẩy nửa cái vali vừa sắp dở vào gầm giường, lấy túi sách rồi xông ra ngoài. Hàn sóc, không phải cậu mua vé chuyến 2 giờ 30 phút sao? Giờ đã là 1 giờ 20 phút rồi, không về nữa, quát. Giờ cho quỷ gì nữa? Đáng tiếc, không ai phản hồi câu hỏi của cô. 2 giờ chiều, Đàm Hy đến dưới tòa thuê văn phòng của Thịnh Mậu, đi thang máy thẳng đến lầu 18. Đinh rong, lúc cửa mở ra, Lưu Diệu ra chào đón, đưa cho cô một tập tài liệu. Đây là kế hoạch đầu tư bị tiết lộ, trước mắt Linda vẫn đang tiến hành đàm phán với công ty đối phương. Đàm Hy vừa đi vừa lướt lia lịa trên tập tài liệu, 5 phút, kêu mọi người vào phòng họp. 5 phút sau, ai có thể nói cho tôi biết? rốt cuộc là chuyện gì? Để tập tài liệu lên bàn, phát ra tiếng bộp, trong phòng họp yên tĩnh trở nên cực kỳ nặng nề. Vừa là phát tiết, mà cũng kinh sợ, ánh mắt đàm hy lướt đến đâu, mọi người đều tự nhiên cúi đầu xuống, lưu diệu, anh nói. Giữa tháng 3, chúng ta nhận được điện thoại của công ty thực phẩm Cửu Châu, đặt cọc 100.000 yêu cầu công ty chúng ta xem như đó là kế hoạch đầu tư ngắn hạn hai quý trong tương lai. Ngày 19 tháng 3, sau khi hai bên gặp mặt đàm phán nhiều lần, chính thức ký kết hợp đồng. Ngày 7 tháng 4, phương án sơ bộ đưa đến tay người phụ trách công ty Cửu Châu. Ngày 12 tháng 4, sau khi cân nhắc chỉnh sửa theo yêu cầu của đối phương, phương án được đưa tới. Cuối tháng 4, chính thức quyết định phương án và xác định đầu tháng 6 tiến hành thực hiện. Không ngờ chỉ sau 2 ngày, phương án bị tiết lộ, bị đối thủ là công ty thực phẩm ngư thuyền ăn cắp, sau đó thực hiện trước một bước. Đàm Hy trầm mặt nghe hết sự việc, toàn thân lạnh đến nổi muốn đóng băng hết những người trong phòng họp nguyên nhân bị lộ có điều tra rõ ràng không? Lưu Diệu theo bản năng siết chặt nắp bút trong lòng bàn tay, xin lỗi. Về phía Cửu Châu nói sao? Chắc như Đinh không nhận trách nhiệm về phía họ, vì vậy là nội bộ thịnh mậu chúng ta có vấn đề. Đàm Hy cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông, vô hình trung tạo ra uy lực mãnh liệt. Lưu Diệu nhíu chặt lông mày, điểm này anh cũng nghĩ qua ngay từ lúc đầu, nhưng sau khi loại trừ sơ bộ, cơ bản có thể lốc sạch những người hiểm nghi. Loại trừ sơ bộ, đàm hy nhìn anh một cái loại trừ thế nào máy tính công ty và máy tính cá nhân đều kiểm tra qua cũng xem qua camera giám sát trong văn phòng không có phát hiện vấn đề gì vì vậy tôi nghi ngờ người tiết lộ là nội bộ cửu châu đối phương không bắt được kẻ làm nên đẩy hết mọi trách nhiệm cho chúng ta có chứng cứ không không có gặp trường hợp này trước tiên kiểm thảo bản thân mới có tư cách chỉ trích đối phương xin lỗi là do sơ sót của tôi việc đã xảy ra thế này có tìm ra nguyên nhân cũng không giúp được gì, việc cấp thiết trước mắt là làm sao thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Đàm Hy vừa dứt lời, ngón tay gõ lên bàn đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, tổ rủi ro có đề nghị gì không? Vương Trì là sếp của tổ quản lý rủi ro, bị chỉ đích danh liền trầm ngâm một hồi, cứu vãn kịp thời là phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay. Làm sao cứu vãn, đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cửu Châu, hoang đường, đàm hy đập xuống bàn một cái, sắc mặt đen nhất từ khi bước vào trong phòng họp mọi người trong lòng run rẩy vương chỉ càng bị tiếng thét ấy làm nhún cả chân nếu không phải cắn răng chống đỡ chỉ e là một giây sau đã té ngã xuống đất rồi ý anh là việc này giải quyết như vậy là xong cứu vãn mà anh nói chính là sau khi gây họa xong phủi mông ra đi đó sao tôi anh tưởng muốn đi là đi sao đừng nói là địa vị trong giới thực phẩm của cửu châu lớn mạnh như thế nào chỉ riêng tình hình của thịnh mậu hiện tại anh tưởng chúng ta có bản lĩnh đắc tội đối phương sao Kẻ gây sự trước là đồ đê tiện, tình hình giờ đây không phải muốn là rút chân ra chạy được. Vương chỉ toát mồ hôi như mưa, đàm hy không tính bỏ qua cho anh ta, khi đối phương không thừa nhận trách nhiệm, chúng ta đơn phương chấm dứt hợp đồng, anh cho rằng kết quả sẽ thế nào. Nói, một người đàn ông cao to như Vương chỉ xém chút bị ép đến khóc tại chỗ. Trong phòng họp, không khí hạ xuống âm độ, đến việc thở còn bất chợt trở nên rè rặt. Bên tổ rủi do bảo ai đỡ lời cho anh ta đi nào. Năm giây chìm trong im lặng một cánh tay giơ lên rụt rè. Tôi, giúp nhóm trưởng nói, xài thiệu, sinh viên mới tốt nghiệp duy nhất của tổ rủi ro, cuối năm ngoái vừa tuyển vào. Đàm hy nhíu mày, được, anh ta hít một hơi thật sâu, đối diện với người lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, xài thiệu không dám nửa lời buông lỏng, nếu vào lúc này mà đơn phương chấm dứt hợp đồng, không còn nghi ngờ gì. Sẽ thành kẻ trốn chạy, trước tiên, cửu châu có đầy đủ lý do cùng nền tảng yêu cầu bồi thường, nếu vậy, bên ta sẽ phải trả một số tiền lớn đối với một công ty mới vào nề nếp như thịnh mậu mà nói, sẽ là đòn chí mạng. Đàm Hy vô cảm nhìn khiến Sài Thiệu thấp thỏm không yên, tay phải bắt đầu không ngừng run lên. Nói tiếp, tim Sài Thiệu như đang sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe thấy vậy mới bình tĩnh trở lại, tấm lưng đã ướt xuống mồ hôi lạnh, ổn định tâm trạng xong tiếp tục nói, thêm nữa là, bỏ cửu châu chính là mặc định nhận hết trách nhiệm tiết lộ sự việc, gây tổn hại đến tiếng tăm và thương hiệu của thịnh mậu. Sau này, chỉ sợ sẽ không còn công ty. Nào chịu ký hợp đồng với chúng ta nữa. Nói xong rồi. Vâng, Đàm Hy nhìn về phía Vương Trì, giờ nghe hiểu chưa? Rõ, rõ rồi ạ. À. Tổ quyết sách có muốn bổ sung gì không? Nhóm trưởng không có ở đây, chỉ còn lại Mai và Ti Ti, khó đảm nhiệm được, dưới ánh mắt của bao người chỉ biết lắc đầu liên lịa. Đàm Hy không bất ngờ, trong tổ quyết sách năng lực Linda quá mạnh, lính dưới trường tất nhiên sẽ an nhàn, kết quả chỉ có một chữ yếu. Lúc đầu do ai phụ trách liên hệ với cửu châu? Tôi quản lý thị trường La Vũ Văn mở miệng, nói xem, anh làm như thế nào. Sau khi cố vấn đầu tư của công ty Cửu Châu ra đi, hội đồng quản trị quyết định đem kế hoạch đầu tư nửa cuối năm nay cho công ty đầu tư thuê. Trước chúng ta đã có hai công ty đầu tư quy mô vừa tiếp xúc với người phụ trách có liên quan của Cửu Câu. Nếu đã như vậy, tại sao Cửu Châu lại chọn chúng ta? Đàm Hy chất vấn, thịnh mậu vừa mới bắt đầu hoạt động, chưa thể có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư lớn được, hơn nữa còn có lịch sử kinh doanh không ổn, danh tiếng dơ bẩn trước đây để lại ảnh hưởng khá nhiều hai nguyên nhân thứ nhất trong số các nhà đầu tư cửu châu trước mắt đã tiếp xúc thì vốn đăng ký của chúng ta cao nhất thứ hai tôi và một vị chủ tịch của cửu châu có chút giao tình có thể cũng đã nói giúp vài câu hừm sắc mặt đàm hy hơi dịu xuống sau đó nhận đơn này là những người nào lưu diệu cả ba tổ đều tham dự mỗi người có hai phút nói rõ nội dung mình phụ trách nghe xong báo cáo đàm hy không nói nhiều nhưng trong lòng đã có suy đoán giờ chỉ cần điều tra kỹ càng nữa thôi, chắc sẽ không quá xa với sự thật. Thời hạn cửu châu đưa ra là ba ngày, đàm hy nghịch một cây bút trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười bí ẩn. Dưới ánh mắt của mọi người, lại khủng bố hơn lúc không cười. Lưu Diệu gật đầu, hôm nay là ngày thứ nhất, anh cảm thấy phải xử lý như thế nào tương đối ổn. Nếu muốn để cửu châu bỏ qua, không theo đường pháp luật, thì cần điều tra ra nguyên nhân phương án bị tiết lộ thật sự. Bất kể là nội bộ chúng ta xuất hiện kẻ phản bội, hay đối phương nuôi gian tế, cũng đều phải lấy chứng cứ ra. Cùng lúc đó, còn phải quy hoạch ra một phương án đầu tư mới. Bất kể vấn đề của bên nào, hợp đồng của Thịnh Mậu và Cửu Châu vẫn còn, cách ngày deadline còn 5 ngày, cũng có nghĩa là sau khi nghỉ lễ lao động, nếu không có phương án, rất có thể đối phương sẽ yêu cầu thanh toán tiền vi ước. Tuy nói là vậy, nhưng hai điểm trên cơ bản không dễ thực hiện. Cuộc họp kéo dài vừa đúng 2 tiếng, quyết định sau cùng là tổ quyết sách đưa ra phương án mới tổ rủi ro và tổ thao tác giúp đỡ. Việc nói chuyện với Cửu Châu và truy tìm chân tướng được giao cho Đàm Hy và Lưu Diệu phụ trách. Gọi Linda về ngay, 5 ngày tiếp theo có thể phải tăng ca, mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Cuộc họp chấm dứt tại đây, chương 550, cứ to gan đoán thử phần 2. Mọi người lần lượt ra về, tuy cảm thấy bất mãn đối với việc ngày lễ cũng phải làm việc, nhưng không một ai đứng ra phản đối. Dù gì, trước khi chân tướng được tìm ra, mỗi người bọn họ đều thuộc diện hiểm nghi tiết lộ cơ mật. Thời gian 5 ngày, đùa sao, cho dù không ngủ nghỉ đi nữa cũng không thể làm được. Phương án lần trước làm đi làm lại cũng phải mất hơn một tháng mới khiến Tù Châu gật đầu đồng ý, bây giờ gấp như vậy, dù miễn cưỡng đưa ra được, đối phương nếu không hài lòng, cũng xem như là chúng ta vi phạm hiệp ước, chỉ tổ tốn công sức, có ý nghĩa sao? Được rồi, ở đây than phiền oán trách, chi bằng hành động thực tế đi. Kết quả không thể dự đoán trước, nhưng không thể thẹn với lòng không ngờ ai ken bình thường là người im lặng cũng có lúc giảng đạo vậy quan trọng là còn rất có lý mọi người đều đồng ý tiếng ai oán than thở không còn tất cả đều rơi vào trầm tư không sai chúng ta không thể thay đổi kết quả nhưng ít nhất có thể nắm bắt được quá trình xảy ra chuyện như vậy rên rỉ than thở không làm gì được mọi người cố gắng cứu vãn bây giờ chỉ thể như vậy thôi mọi người quay về làm việc buổi tối làm phiền chị dương và chị châu mua dùm đồ ăn yên tâm không một ai phải đói cả mọi người lần lượt giải tán bắt đầu lo công việc của bộ phận mình đàm hy và lưu diệu cách lấp cửa chớp trong phòng họp quan sát hết những gì phát sinh nãy giờ ai ken khá đó lưu diệu gật đầu rất có năng lực tam quan ngay thẳng sắc mặt đàm hy có vẻ hòa hoãn nhưng vẫn rất nghiêm trọng ngồi lại về vị trí ban nãy hơi ngước cầm về phía lưu diệu nói chuyện chút lưu diệu mắt sáng lên đàm tổng có phải cô phát hiện ra điều gì không ba phần cảm giác bảy phần đoán thời gian ngắn vậy, với lại không một manh mối nào, làm sao bắt nội gián. Lưu Diệu không nhịn được liền than thở, đôi mày đã nhíu đến khó coi, rơi vào trạng thái suy nghĩ. Ai bảo không có manh mối? Sao, anh đi lấy video giám sát trong 7 ngày gần đây vào đây? 10 phút sau, dừng, có vấn đề gì sao? Đàm Hy tua lại 10 giây trước, từ chỗ này bắt đầu, Linda rời đi ăn trưa, phương án được cô ấy khóa kỹ trong tủ bảo hiểm, sau đó châu miếu, dương thiền, Đến phút 11 giờ 52 phút, bốn người tổ thao tác còn ở phòng điều khiển bên cạnh, bên ngoài chỉ có Sài Thiệu và La Vũ Văn. Lưu Diệu, theo như camera ghi hình, từ lúc Linda đi ăn cơm xong quay lại là 40 phút, ngoài ai Ken đi ngang qua lấy nước, Sài Thiệu lấy khăn giấy trong ngăn kéo ra, không còn ai khác đến gần tủ bảo hiểm. Đàm Hy hi tua đi tua lại nhiều lần đoạn video 40 phút này, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, cô nghi ngờ phương án bị người ta đánh cắp trong khoảng thời gian này sao không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Lưu Diệu nhíu chặt lông mày, tôi vẫn không hiểu. Phương án chính thức hoàn thành vào cuối tháng 4. Trước đó, team của Iken phụ trách tính toán dữ liệu các hạng mục đợi được chọn, tổ của Vương chỉ chủ đạo về nắm bắt rủi ro, còn bên Linda chủ yếu phụ trách thu thập dữ liệu, rồi dựa vào đó tiến hành tổng hợp cân. Nhắc, sau cùng đưa ra phương án tốt nhất. Nói như vậy, tổ trị Linda bị hiềm nghi lớn nhất, bởi vì phương án sau cùng qua tay bọn họ, còn team Vương Trì và Iken chỉ có thể thấy được một góc. Cô nghi ngờ chị Linda sao? Đàm Hy lắc đầu, vừa ngược lại, tổ chị Linda được xóa bỏ hiểm nghi đầu tiên. Đôi mắt lưu diệu lộ vẻ trầm tư, bỗng dưng kịp phản ứng, hai tròng mắt sáng rực lên, ý cô là. Không sai, tổ chị Linda đã thấy hết toàn bộ phương án, có thể chốt đại khái thông tin quan trọng, sau đó bán cho thực phẩm ngư thuyền, căn bản chẳng cần động điếu tủ bảo hiểm để vẽ rắn thêm chân. Nói cách khác, nội gián này nhất định chưa từng xem hoặc chỉ được xem một phần của phương án tủ bảo hiểm mỗi lần đóng mở đều có lịch sử điện tử, bên trên hiển thị khoảng thời gian 11 giờ 30 12 giờ có hai lần đóng mở, lần một là chị Linda để phương án vào, nhưng lần hai thì sao? Trong video không có ghi lại, vì vậy Đàm Hy mới bảo kỳ lạ, có người đã động vào camera, video đã bị người khác động vào, hai người cùng lúc nói ra, tuy hai cách nói khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau. Lưu Diệu, vì vậy, bốn người tổ thao tác, Sài Thiệu và La Vũ Văn đều đáng nghĩ. Đàm Hy nhếch môi, anh ngại gì không to gan đoán xem. Ai Ken từ bên tủ bảo hiểm đi qua, xài thiệu mở ngăn tủ của Linda ra, hai người này đều đáng nghi. Không phải Ai Ken, tại sao, ngành anh ta học là tài chính, lên thạc sĩ lại chuyển qua công nghệ thông tin. Nếu đúng là anh ta, tại sao không xóa hẳn video đi, lại chỉ để lại một đoạn này. Vậy xài thiệu, cũng không phải anh ta. Lúc nãy Vương chỉ bị ép hỏi đến cứng họng, xài thiệu lại đứng dậy giải vây giúp anh ta, hơn nữa biết điểm lợi và hại của phương án cứu vãn kịp thời. Nếu anh ta là nội gián, hoàn toàn có thể đẩy vương trì ra thu hút sự chú ý, bản thân anh ta đứng ngoài. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Đàm Hy khẽ cười, lúc nãy đã nói rồi, để anh to gan đoán xem, không cần chứng cứ, cũng không chịu trách nhiệm pháp luật. Không phải là ai Ken, cũng không phải xài thiệu, không lẽ là một trong ba người tổ thao tác. mươi 551, cá mập nuốt cá lớn, cá lớn nuốt cá bé tại sao không đoán là La Vũ Văn? Anh ta, Lưu Diệu hơi kinh ngạc, một người quản lý marketing, có thể sao? Đợi đã, quản lý marketing, từ đầu đến cuối anh ta không tham dự hoạch định phương án, chỉ tham gia bắt mối giới thiệu ngay lúc ban đầu thôi. Vì thế, anh ta mới có lý do động vào tủ bảo hiểm, bởi vì thứ bên trong hoàn toàn xa lạ với anh ta, bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy. Đàm Hy ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế, ngoài việc đó ra, còn hai điểm khác. Thứ nhất, anh ta có giao tình với chủ tịch của cửu châu thứ hai trên lý lịch của anh ta có ghi cử nhân kinh tế học và công nghệ thông tin chuyên ngành chính là tài chính chuyên ngành phụ là công nghệ thông tin chắc chắn có năng lực xóa sạch một đoạn băng ghi hình lưu diệu là anh ta đừng vui mừng quá sớm trong tay chúng ta không có chứng cứ đàm hy dội một gáo nước lạnh xuống tôi kêu anh ta đến đối chất vô ích thôi chỉ sẽ đánh rắn động cỏ từ cuộc họp lúc nãy mà nói là vũ văn không hề hoảng hốt nói năng rõ ràng mạch lạc, có thể thấy tố chất tâm lý rất vững. Chỉ dựa vào vài câu mà muốn ép anh ta thừa nhận, tuyệt đối không thể. Lưu Diệu, anh ta có gút mắc với công ty Cửu Châu. Không chắc, thế thì vì sao, thiên hạ đua chen vì mối lợi, thiên hạ cũng vì cái lợi mà tranh giành. Trong đôi mắt trẻ trung của đàm hy toát ra trí tuệ sâu xa, cứ như thấu hiểu hết nhân tính thiện ác, đã quen với cái thói đời nóng lạnh này. Lưu Diệu cảm thấy kỳ lạ, việc thấu hiểu tình người đều dựa vào tích góp kinh nghiệm qua năm tháng, đàm hy chẳng qua cũng chỉ mới 20 tuổi, sao lại có thể có một tầm mắt trưởng thành như thế. Cứ như từ khi hai người quen biết nhau đến nay, cô giống như một bậc trưởng lão, dẫn dắt anh ta từng bước từng bước, thu về được không ít lợi ích. Không chỉ giới hạn về kiến thức, mà còn cả cách đối nhân xử thế. Lưu Diệu, anh có đang nghe tôi nói không đó? Xin lỗi, tôi kêu anh gọi điện thoại cho giám đốc Cửu Châu, hẹn anh ta ra ngoài ăn bữa cơm. Được, ngoài ra, Hôm nay trước khi tan ca kêu tổ thao tác làm xong ước tính dự đoán hạng mục, không yêu cầu nhiều, chỉ yêu cầu chính xác, phải do I can đích thân giao cho tôi. Cô muốn tham dự, chẳng lẽ lại hy vọng họ làm hết việc của một tháng chỉ với thời gian 5 ngày sau? Huống hồ, công ty đang ở trong giai đoạn nguy cơ, boss không dẫn dắt, thì sao có thể vận động được tính tích cực của nhân viên? 7 giờ 15 phút, màn đêm buông xuống, một chiếc thuyền son xinh đẹp nhấp nhô bình bồng theo từng cơn gió trên sông. Nếu không phải đối phương hẹn ở đây, e rằng đàm hy vẫn không biết ở tân thị lại có một quán ăn khác biệt đến như vậy ngắm cảnh sông thưởng thức mỹ thực lại nhìn xuống chén bạc và đũa ngà voi đặt trên bàn nhỏ vô cùng độc đáo sang trọng cô đàm có thể nếm thử món mực ống này vừa mới bắt lên hồi sáng trước khi lên bàn nó vẫn còn nhảy nhót hoạt bát lắm anh ta cười dịu dàng giơ tay ra làm động tác mời thể hiện rất rõ ràng tác phong của một quý ông phùng thiếu luân giám đốc hiện tại của công ty thực phẩm Cửu Châu, đồng thời cũng là con trai một của nhà sáng lập kiêm chủ tịch Phùng Trường Vĩ. Anh ta chính là người thừa kế tương lai của công ty Cửu Châu. Trước khi Đàm Hy đến, tuy chỉ có vài tiếng ngắn ngủi, nhưng cũng xem không ít tư liệu. 65 năm trước, Cửu Châu vẫn chỉ là một cửa hàng tạp hóa gia đình, bởi vì trên tay nhà họ Phùng có một ít mối quen biết về mảng thực phẩm, nhất là thức ăn vặt, nên có thể lấy được những món hàng mới mà những cửa hàng khác không có hình thành nên xu hướng độc quyền trong trạng thái vừa mới nảy mầm tại địa phương. Sau này, Phùng Trường Vĩ không thỏa mãn với công việc kinh doanh buôn bán, bắt đầu bước sang thành lập nhà máy sản xuất thực phẩm của riêng mình và mạnh dạn áp dụng kỹ thuật dây chuyền sản xuất. Tiên tiến của nước ngoài nên mới có được một đế quốc thực phẩm cửu châu như ngày nay. Chỉ là vài năm gần đây, bộ phận quản lý của công ty rơi vào trình trạng bảo thủ, trong phương diện quyết định sách lược thị trường thì sợ nọ sợ kia, cộng thêm việc tình hình sức khỏe của mã trường vĩ không tốt, mới khiến cho thực phẩm ngư thuyền thừa cơ bức phá, phát triển lớn mạnh. Sau khi liên tiếp bị đối thủ chơi khăm vài lần, Cửu Châu để lộ ra tình trạng yếu sức. Phùng Trường Vĩ khó có thể ứng phó được, bất đắc dĩ mới kêu đứa con trai Phùng Thiếu Luân đang phụ trách nghiệp vụ của công ty con ở nước ngoài trở về Tân Thị, chủ trì đại cục. Cái người trước mắt này cũng đúng là có bản lĩnh, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, không chỉ khiến cho hội đồng quản trị ngoan ngoãn nghe lời, mà còn giữ vững vị thế trong tình trạng bị công ty thực phẩm ngư thuyền siết chặt bao vây giờ đây phương án kinh doanh mất trộm chắc hẳn đối phương đã đi vào con đường cùng chỉ đành chó cùng dứt dậu rõ ràng đây là cuộc chiến của hai công ty mà lại bắt thịnh mậu ra làm vật hy sinh đàm hi cô không phải là người dễ bắt nạt như thế đâu phùng tổng có thể chấm thêm ít mù tạt tin chắc mùi vị của mực sẽ càng ngon hơn phùng thiếu luân hơi khựng lại đều nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn hôm nay bỗng nhiên hiểu được điều huyền diệu của câu nói này chẳng phải là càng nhìn càng đẹp hay sao hóa ra cô đàm cũng là người đồng đạo không dám anh ta ngoắc tay kêu phục vụ đến làm phiền lấy một đĩa mù tạt đàm hi cười khẽ nói thêm hai đĩa cảm ơn vâng là do tôi sơ xuất không sao đàm hi khẽ cười thẳng thắn rộng rãi phùng thiếu luân vốn cho rằng đối phương là một nữ sinh yếu đuối sẽ giật mình bởi việc ăn mực sống không ngờ cô lại là một chuyên gia giấu nghề anh ta vốn không định đi đến nơi hẹn nhưng hiệu suất công việc hôm nay cao tan ca trước giờ quyết định đi đến xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì cho dù có đi nhưng cũng không định ở lại lâu, bây giờ nghĩ lại, anh ta lại cảm thấy may mắn khi bản thân không để lỡ mất buổi ăn tối nay. Dù sao, món ăn ngon thì thường có, nhưng người đẹp lại không. Phùng Thiếu Luân rót rượu cho cô, lần này là cam tâm tình nguyện, rượu vang Petrus năm 2009, không phải là thứ quý giá gì, cô đàm thử xem. Đàm Hy nâng chiếc ly đế cao lên, sau khi lắc cho rượu dậy mùi, cô đưa lên mũi ngửi, rượu ngon, thức ăn ngon, nếu có thể đổi thuyền son thành du truyền, chắc sẽ càng có không khí hơn. Có gì khác biệt không? Thường có câu tách trà đi với nắp trà, cũng không thể dùng màng bọc giữ tươi đắp lên chứ. Cô đàm đang mỉa mai tôi, nặng lời rồi, nhất thời hứng thú, chỉ xem như nghe cho vui thôi. Rượu tây, hải sản, đúng thật phải phối với du thuyền mới hợp. Đàm hy nhếch khóe môi, như những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, sao động từng lớp từng lớp. Đồng tử của A Phùng thiếu luôn khẽ co lại, cô lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại chiếc gò má lạnh nhạt hứng hờ. Phùng thiếu luân thầm thở dài, dường như, kiên nhẫn hơn tưởng tượng của anh ta nhiều. Khoảng thời gian còn lại, hai người trò chuyện phiếm, nhưng Trung Quy vẫn không đi vào chủ đề chính. Đàm Hy uống nửa ly rượu, vòng miệng lưu hương, kết hợp với một bàn hải sản, quả thật vô cùng thích thú. Lâu rồi chưa được ăn như thế, còn nhớ lần trước là trước khi bỏ trốn, trong buổi tiệc cuối năm của Hồng Hâm. Ban đầu Phùng Thiếu Luân có ý muốn thăm dò nên không chú ý đến thức ăn sau thấy Đàm Hy tập trung ăn như thế, anh ta cũng chìm đắm trong mỹ vị, ăn nhiều hơn phân nửa so với lúc bình thường. Lại xoay sang thưởng thức phong cảnh trên bờ sông Minh Mông, tâm tình cũng cởi mở hơn, tháo xuống không ít phòng bị. Tôi rất tò mò, Cửu Châu có 18 chủ tịch hội đồng quản trị, vì sao Đàm Tổng lại tìm tôi? Nếu là vì chuyện phương án bị dò gì, cũng nên bàn bạc thương lượng với người phụ trách có liên quan mới đúng chứ. Anh ta gọi cô là Đàm Tổng, chứ không phải là cô Đàm, lấy thái độ bàn bạc giải quyết chuyện công lấy ví dụ không thích hợp cho lắm cá mập nuốt cá lớn cá lớn nuốt cá bé bây giờ trên tay tôi có một con cái bé lắm xương trước khi xác định được có thể bị cá lớn tiêu hóa hay không bón thẳng cho cá mập chẳng phải càng đảm bảo hơn sao ha ha cá mập và cá lớn ví dụ rất thú vị nhưng trước khi đó tôi cũng không dám khẳng định cá mập có thể tiêu hóa được hay không bây giờ thì sao vô cùng chắc chắc đàm hy nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt sáng rực ồ phùng thiếu luân nhướng mày thích thú nói, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Đàm Hy chỉ vào đôi mắt của mình, chỗ này nói cho tôi biết, cá mập chính là cá mập, cho dù không há miệng, cũng không thể xóa đi việc nó có một hàm răng sắc bén. Bản tính hung tàn bẩm sinh quyết định việc mạnh mẽ đánh chiếm và cướp đoạt, còn Phùng Thiếu Luân chính là một nhân vật hung ác như thế. Cười của anh ta sâu dần, ánh mắt nhìn Đàm Hy cũng từ sự kinh ngạc về vẻ ngoài lúc ban đầu chuyển hóa thành kín đáo thăm dò, âm thầm mang theo vài phần tán thưởng. Ai nói người đẹp không thông minh, Người trước mắt chẳng phải là một ngoại lệ đấy sao? Phùng Thiếu Luân, cho nên mục đích cô tìm tôi đến là. Đàm Hy đang đợi câu nói này, kéo dài thời hạn hợp đồng, chúng tôi cần thời gian chuẩn bị phương án đầu tư mới. Hai mắt anh ta hơi nheo lại, một lúc sau cười thành tiếng, cô đang đùa gì vậy? Phùng Tổng, lúc này không cần thiết phải giả ngốc nữa. Nụ cười của Đàm Hy không đổi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bốn mắt nhìn nhau, mùi thuốc nổ lan tỏa nồng nặc trong không khí. Một người không chịu lùi bước, một người không chịu nhượng bộ, cứ như cảnh ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ lúc nãy chỉ là ảo giác. Phùng Thiếu Luân, Cửu Châu không hề có bất kỳ nghĩa vụ gì phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của các cô. Sai lầm của chúng tôi, Đàm Hy cười lạnh, e rằng Phùng Tổng đẩy trách nhiệm có hơi quá sạch sẽ rồi đó. Cô có ý gì, người trong cuộc u mê kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, nếu Phùng Tổng đã không có thành ý muốn hợp tác, vậy tôi cũng không tiện quấy giày nữa, xin cào từ trước chương 552, cao thủ đối đầu, đến đây là được. Đợi đã, Đàm Hy dừng lại động tác đứng dậy, khẽ cười, Phùng Tổng vẫn còn có việc gì ư. Lúc nãy cô nói, hợp tác, tôi tóm nội gián của tôi, anh bắt kẻ phản bội của anh, nhất cử lưỡng tiện, đôi bên cùng có lợi. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của cô. Đàm Hy hơi nghiêng người về trước, nhìn anh ta, nói từng chữ một, tôi không tin với trí thông minh của Phùng Tổng lại không nghĩ đến việc nội bộ Cửu Châu có kẻ phản bội, anh ta khẽ biến sắc, đủ rồi. Đàm Hi không nói nhiều nữa, có vài việc nói đến đây là đủ, một khi vạch trần ra hết, quả thật sẽ khiến người ta cảm thấy lùng túng ê chề. 18 thành viên hội đồng quản trị của Cửu Châu, bên trong đó không phải ai cũng đều nghe theo Phùng Thiếu Luân, thỉnh thoảng gây thêm phiền phức, lâu lâu dùng chiêu trò, nhưng lần này lại chơi một vố quá trớn. Không chỉ lấy trộm văn kiện bí mật, lại còn đưa thẳng cho đối thủ là công ty thực phẩm Ngư Thuyền, điều trước còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng điều sau tội không thể tha. Một bát cơm trắng thơm ngon bị lẫn hạt sạn, không biết thì thôi đi, bây giờ đã biết rồi, chỉ e Phùng tổng khó nuốt trôi được. Cô Đàm đang uy hiếp tôi, chẳng qua chỉ là có sao nói vậy, Phùng tổng cần gì phải căng thẳng. Như thế, cô đang cười, nhưng lại trông rất tà ác. Cô, không có một lãnh đạo nào thích thuộc hạ làm trái ý mình, giống như đạo lý đế vương căm ghét thần tử không nghe lời. Cho dù Phùng thiếu Luân thuộc phái kích động hay phái ôn hòa, chỉ cần lên trước một ngày thì chắn chắn sẽ không để mặc cho thành viên hội đồng quản trị đè đầu cưới cổ trừ phi người này là kẻ ăn hại nhưng rất rõ ràng anh ta không phải kiểu người như vậy nghe ý của đàm tổng hình như đã có đối tượng nghi ngờ rồi trước khi anh chưa đồng ý tôi sẽ không nói ra thẳng thẳng khá là nghẹn họng phùng thiếu luân chìm vào suy tư im lặng một lúc lâu đàm hy xoay đầu nhìn cảnh sông không hoảng loạn vô cùng kiên nhẫn nếu như tôi không đồng ý thì sao Thịnh Mậu là bên xảy ra sơ suất, Cửu Châu sẽ chấm dứt hợp đồng sau 3 ngày và yêu cầu bồi thường một khoản tiền lớn. Đây là quyết định được đưa ra sau khi bàn bạc trong cuộc họp buổi sáng, Phùng Thiếu Luân là giám đốc cũng ủng hộ quyết định này. Nếu nói công ty thực phẩm ngư thuyền là Châu, vậy thì rất xin lỗi, Thịnh Mậu đã trở thành ngọn núi chắn ngay ở giữa. Nên có câu, cách sơn đả nghiêu, một khi Phùng Thiếu Luân đồng ý với Đàm Hy, có nghĩa là đứng về phía đối lập với tầng quyết sách của công ty, có thể tưởng tượng ra được áp lực lớn đến cỡ nào. Không phải anh ta không làm được, mà là đang cân nhắc xem có đáng để làm thế hay không. Thương nhân theo đuổi lợi ích, mỗi bước đi đều là kết quả sau khi đã suy nghĩ cẩn kẽ. Nếu không đồng ý, đàm hy lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại, giống như một con hồ ly xảo quyệt, vậy chỉ có thể giao cho tòa án phán định rồi. Cô muốn kiện cửu châu. Phùng Thiếu Luân có cảm giác như đang nghe một câu chuyện gì đó buồn cười lắm, nhìn Đàm Hy cứ như nhìn một đứa bé tùy hứng kiện tụng hay mà thứ nhất thể kéo dài thời gian thịnh mậu có thể rảnh rỗi hơn dù sao danh tiếng đã xấu rồi còn sợ dính bẩn thêm sao thứ hai mượn tiếng tăm của cửu châu để nổi tiếng một lần cũng không tồi cứ coi như quảng cáo miễn phí đi đàm hy nâng ly rượu lên khẽ hấp một ngục tư thế trông rất nhàn nhã dù sao thịnh mậu vừa vào tay tôi không lâu tình cảm cũng không sâu đậm miễn cưỡng xem như một món đồ chơi cầm chưa nóng tay muốn bỏ đi cũng không khó phùng thiếu luân vừa bực tức vừa buồn cười nghe lời nói này có khác biệt gì với đám lưu manh ở đầu đường cuối phố không chứ đàm hy lại cứ bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi chân đất không sợ mang giày cửu trâu là một món đồ gốm tinh xảo thịnh mậu cùng lắm chỉ là một vải đất vỡ không gây chuyện thì bình yên vô sự nhưng thật sự gây chuyện thì ai vỡ thì vẫn chưa chắc cho dù tính tình phùng thiếu luân có tốt đến đâu cũng không chịu đựng nổi không ai thích bị uy hiếp Giờ đây với miệng lưỡi nói đổi là đổi của Đàm Hy khiến anh ta cảm thấy cực kỳ bực bội, nhất là đối phương lại là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Xem ra chúng ta không thỏa thuận với nhau được rồi. Phùng Thiếu Luân đứng dậy, làm động tác muốn rời đi. Đàm Hy không nhúc nhích, ánh mắt nặng nề, đặt ly rượu trong tay xuống. Tuần trước, giá chứng khoán của Cửu Châu lên xuống thất thường trong khoảng giá từ 30 đến 47. Nếu không phải vì nhà cái đang tạo tín hiệu giả, thì tức là kinh doanh nội bộ xảy ra vấn đề. Cửu Châu lên sàn vào năm 2007, trừ khoảng thời gian khủng khoản kinh tế lúc ấy ra, thì giá chứng khoán vẫn luôn theo chiều hướng đi lên ổn định, sớm đã qua cái giai đoạn mời trader kéo giá chứng khoán tăng lên, vậy thì chỉ có thể là tình huống thứ hai. Bản thân công ty xảy ra vấn đề, thân hình phùng thiếu luân khựng lại, cô hiểu chứng khoán. Đàm hy nhướng mày, cô lót nhiều đệm như vậy, còn thứ thật sự muốn nói sao lại không nói ra. Anh ta mỉa mai, nhếch khóe môi, cao thủ đối đầu, chỉ nói đến thế thôi. Hờ, dĩ nhiên, nếu Phùng Tổng muốn nghe, tôi cũng không ngại nói rõ. Giá chứng khoán dao động khác thường, người chơi chứng khoản khủng hoảng, vốn đang vào thế quan sát tình hình. Nếu lúc này lại xuất hiện tin có nội gián, cho dù có thắng kiện thì mất nhiều hơn được. Cái giá lớn nhất mà Đàm Hy phải trả là thịnh mậu, cùng lắm thì phá sản, chỉ cần trong tay có tiền, có thể dựng lại một công ty mới. Nhưng cửu châu thì khác, một khi người mua chứng khoán đã mất đi niềm tin, khách lẻ sẽ bán đổ bán tháo nếu lúc này bị người khác nhắm vào, mua vào với giá thấp, tương lai rất có khả năng xảy ra tình trạng giá cổ phiếu tuột dốc không phanh hoặc công ty phá sản. Phùng Tổng, tôi cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện vẫn tốt hơn, ý của anh thì sao? Đàm Hy vừa nói, vừa rót rượu thay cho anh ta. chương 553, một bữa cơm, kiếm đủ lòng người. Đến khi rót rượu đầy phần nửa, anh ta ngồi lại vào chỗ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác. Nụ cười của Đàm Hy không đổi, giơ tay làm động tác mời trong mắt anh ta ánh lên sự bực bội, rượu của anh ta rót lại cho anh ta, chiêu mượn hoa hiến Phật này cô dùng thật nhuần nhuyễn. Phùng Thiếu Luân, cô cần bao lâu? Anh ta đã đồng ý với yêu cầu kéo dài thời hạn của cô. Đàm Hy không hề thấy bất ngờ, biết xem xét tình thế, biết có biết rỗi mới là người thông minh thật sự. Hai tuần, tôi chỉ có thể tranh thủ nhiều nhất được bảy ngày, không thỏa hiệp được thì hẹn gặp trên tòa án. Anh ta dứt khoát đứng dậy, cũng không có nhiều thì giờ kỳ kèo thêm. Lúc này, Đàm Hy lại dễ dàng đồng ý thành giao. Sau khi rời đi, Phùng Thiếu Luân mới phản ứng trở lại, bản thân bị gài bẫy rồi. Hóa ra Đàm Hy chỉ muốn 7 ngày, cô nói hai tuần chẳng qua là muốn cho anh ta một khoảng để trả giá, đúng là. Gian xảo, thanh toán tiền, rời khỏi thuyền son, Đàm Hy lên thẳng xe của Lưu Diệu, xoay đầu về công ty. Nửa tiếng sau, hai người đến nơi, trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều vùi đầu làm việc, tuy vẻ mặt có hơi mệt mỏi, nhưng ai nấy đều đang cắn răng kiên trì đàm tổng linda tiến lên đón ăn tối trưa dương thuyền và châu miếu định gọi thức ăn bên ngoài không cần tôi đã gọi điện thoại kêu người ta giao tới rồi nhanh chóng hai anh giao hàng giao thức ăn đến mọi người ngửi thấy mùi thơm mới dừng công việc trong tay lại trời đã tối rồi ôi là thức ăn của như ý lầu chị dương đột nhiên hào phóng như vậy tôi thấy có hơi không quen dương thuyền là quản lý tài vụ các khoản chi tiêu của công ty đều phải qua tay của cô ấy, bình thường nếu có tăng ca cũng chỉ có phần cơm mười mấy hai mươi tệ, hôm nay cuối cùng cũng được ăn món mới đắt tiền. Xem ra, chị Dương chơi sang rồi. Dương thuyền phát cơm và thức ăn đến tay từng người, không có gì khiến người ta vui bằng việc ăn một bữa cơm ngon sau khi làm việc vất vả. Tôi làm gì dám đặt ba món một canh cho mọi người chứ? Còn là của nhà hàng Như Ý lầu nữa. Chị đừng khiêm tốn, món thịt xào sốt cá này đậm đà quá. Không phải là tôi thật mà. Này, Dương Thuyền hất cầm về phía bên trong văn phòng, đồ ăn do đàm tổng đặt và trả tiền, còn kêu tôi đi xuống siêu thị dưới lầu mua trái cây và sữa chua cho mọi người nữa. Sếp đã làm được đến đây, ai mà nỡ chứ? Mọi người đó, biết thỏa mãn đi. Văn phòng to lớn bỗng chốc chìm vào trong im lặng, cơm canh trong tay bỗng nhiên trở nên nặng nề, nhất thời cảm thấy không được thích ứng cho lắm. Ông chủ cũ không được tính là quá keo kiệt, nhưng không hề hào phóng như sếp hiện tại, vừa ra tay là như ý lầu, còn có trái cây, sữa chua Dương Thuyền thở dài, tôi biết trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng có ý kiến với việc tăng ca, ai cũng không muốn nhìn thấy phương án làm vất vả suốt hơn một tháng trời của mình trở nên vô dụng, nhưng chuyện đã xảy ra, lẩn trốn không giải quyết được vấn đề. Tuy năm ngày rất ngắn, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng phối hợp, dốc hết sức, thì chắc chắn vẫn còn khả năng cứu vãn được. Tạ Phan Ti, tôi đồng ý với chị Dương, một chuỗi công tác chuẩn bị lúc trước không hề uổng phí, Ví dụ chúng ta đều đã biết rất rõ về tình hình tài vụ của Cửu Châu và nghiệp vụ vãng lai của công ty, cũng hiểu rõ về yêu cầu cụ thể của bên kia đối với phương án đầu tư, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian chuẩn bị cho giai đoạn đầu và quy trình trao đổi trong giai đoạn giữa. Mọi người chỉ cần hoạch định một phương án mới theo lối suy nghĩ ban đầu, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Xài Thiệu lùa một miếng cơm vào miệng, nói năng không rõ ràng, thật ra mọi người nắm chắc một chút thì thật sự sẽ không hề khó đâu. Châu Miếu gật đầu, mặc kệ thế nào chúng ta phải làm cho thật xứng đáng với tiền của bữa cơm này. Đúng, thức ăn của như ý lầu không thể ăn một cách uổng phí được. Tuy đàm tổng tức giận lên có hơi đáng sợ, nhưng các mặt khác đều tốt với chúng ta. Được, mọi người ăn nhanh lên, ăn xong bắt đầu làm việc. Đàm Hy không hề hay biết một bữa cơm, đã khiến cô kiếm đủ lòng người. Lưu Diệu, nếu nhiều hơn một tuần, việc hoạch định lại phương án chắc không có vấn đề gì lớn. Ừm, chuyện phương án giao cho anh, chú ý nhiều hơn một chút. Đã hiểu. Khi ra ngoài kêu Aiken vào đây. 5 phút sau, cốc cốc, vào đi, Aiken, Đàm tổng, đây là số liệu đánh giá hạng mục đầu tư mới nhất, tổng cộng có 26 mục, sau khi qua sàng lọc cơ bản còn lại 19 mục. Đàm Hi giơ tay ra nhận lấy, nhưng không vội mở ra xem mà đặt sang một bên. Tiểu Ai, ngồi, đột nhiên bị boss gọi biệt danh, Aiken hơi ngơ ngác, lúc ngồi xuống lại thấy nơm nớp lo sợ. Đàm tổng, có, việc gì sao? Ăn tối chưa? Hả, đang chuẩn bị ăn chị Dương mang vào phòng thao tác. Các anh mất bao lâu để tính toán ra được những số liệu này? Từ sau khi tan họp buổi chiều đến nửa tiếng trước, khi làm phương án trước đã soạn xong quy trình, xét về tổng thể thì khá nhẹ nhàng, bởi vì phải nhập số liệu mới ban đầu vào, nếu không còn có thể nhanh hơn nữa. Vất vả rồi, chuyện nên, nên làm, đàm tổng vẫn còn chuyện gì chứ? Nếu không, tôi xin ra, đàm hy nhếch môi, vẫn còn chuyện cần anh hỗ trợ. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, bên ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm mù mịt, ánh đèn neon chiếu sáng ven bờ sông Tân. Linda, Titi, gửi số liệu đánh giá của hạng mục thứ 10 vào máy tính của tôi. Tạ Văn Ti, đã gửi vào email của chị. Vương Trì, Peter, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của hạng mục thứ 3 có vấn đề, cậu kêu xài thiểu tính lại đi. Dương Thuyền, Vũ Văn, cậu đưa chỉ tiêu tài vụ cho tôi. Ôi, người đâu, phòng trà nước, sếp, lúc nãy đàm tổng kêu cậu vào nói gì vậy? Tận 20 phút, chắc không phải để ý cậu rồi chứ. Ha ha, đưa đường viên cho tôi. Ai Ken sẵn tiện trợn mắt khinh thường, miệng là dùng để nói chuyện, bớt đánh rắm đi. Chật, đam tổng trẻ trung xinh đẹp, ra tay hào phóng. Tôi mà có một khuôn mặt điển trai như cậu, tôi đã nhào vào từ lâu rồi, ai mà còn ở đây bưng cốc cà phê thưởng thức mùi vị cô đơn chứ. Đi đi, lâm sảng đau lòng, xếp à, sao cậu lại không hiểu nhỉ, đây là một xã hội xem trọng vẻ bề ngoài đó. Ai Ken uống một hớp cà phê, vị đắng quanh quẩn trên đầu lưỡi tinh thần mệt mỏi bỗng chốc trở nên hưng phấn trẻ trung xinh đẹp ra tay hào phóng sếp cậu hãy thành thật khai báo đi lúc nãy nói gì với đàm tổng vậy có phải tìm cậu cầu an ủi cầu ôm ấp tốt nhất là bồng lên xoay vòng vòng càng nói càng sàm đúng rồi chuyên ngành của anh là công nghệ thông tin liệu có cách nào liên kết với hình ảnh camera theo dõi sau khi xóa một đoạn nào đó ở giữa nhưng vẫn đảm bảo thời gian được nối liền không có chứ hơn nữa còn rất là đơn giản, hỏi cái này làm gì. Ai Ken trầm ngâm suy nghĩ, sếp, cậu định chơi tôi à? Cậu nghiên cứu về phương diện công nghệ thông tin còn sâu hơn cả tôi, một người là thạc sĩ, một người là cử nhân, cũng không nên dìm hàng người ta như vậy chứ. Lâm sảng sờ mũi, nhỏ giọng báo oán. Trong thời gian tôi làm nghiên cứu sinh chủ yếu học về lập trình, kiến thức cơ bản không vững như anh được. Ồ, anh có cách nào khôi phục bộ phận bị xóa đi không? Dựa theo lý thuyết, thì có thể đó. Đợi đã, sao cậu lại đột nhiên nghĩ đến việc này? Tuy đàm tổng không nói rõ, nhưng tôi cảm thấy chắc là muốn điều tra nội gián. Nội, nội gián, lâm sảng giật mình la lên, nhỏ tiếng xuống một chút, đừng có trợn lòi mắt ra như vậy. Lâm sảng nuốt nước bọt, công ty chúng ta có nội gián thật sao? Tôi, tôi thề tuyệt đối không phải là tôi. Trước mắt mọi người đều có hiểm nghi, đợi khôi phục lại được đoạn ghi hình, tự nhiên sự thật cũng sẽ được phơi bày. Phù, vậy thì tốt, ôi, Vũ Văn, anh cũng đến pha cà phê à, vừa hay chỗ này nấu xong rồi vẫn còn thừa lại, cho anh hết. La Vũ Văn đặt ly vào vòi máy nước lọc, tôi không buồn ngủ, uống nước lọc là được rồi. Đúng rồi, anh là quản lý marketing, không tham gia xây dựng phương án, hoàn toàn có thể tan ca rồi chứ nhỉ. Mọi người đều đang bận, sao tôi có thể bỏ về trước được. Tim giờ chỉ hướng số 11, số liệu đánh giá rủi ro giao tới tay đàm hy. Đây là kết quả xác định lần đầu, sau này các tổ sẽ tiến hành kiểm tra chéo. Cần bao nhiêu thời gian? Nhanh nhất 2 ngày, được, loại trừ số 8 và 9, những hạng mục còn lại giao cho tổ của Linda làm quyết sách. Đàm tổng, vẫn còn có việc gì ư? Vương chỉ cúi đầu, túm chặt cổ tay áo, trong cuộc họp buổi chiều, tôi. Suy nghĩ không chu đáo, xin lỗi, đàm hy đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta, anh cảm thấy mục đích của kiểm soát rủi ro là gì? Giảm thiểu tốn thất được tạo thành trước khi rủi ro xảy ra. Vậy anh cảm thấy, đối với sự kiện đột nhiên xảy ra lần này, nên ước đoán như thế nào về tổn thất khi đơn phương đề nghị hủy hợp. Đồng, phương trì sửng sốt, chìm vào suy nghĩ. Trường 554, qua đêm trong văn phòng, em là người đã có bạn trai. Đàm hy cười nhạt, tôi hiểu rồi. Ồ, hiểu được gì, thứ tổn thất không chỉ là tiền bạc mà còn có cả danh tiếng. Không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà còn ảnh hưởng về lâu dài. Ừm, nghĩ thông suốt rồi thì đi ra đi. 11 giờ 30 phút, cả thành phố trở nên yên tĩnh, đa số mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ tổ của Linda khó khăn lắm mới hoàn thành xong phương án sơ bộ giao đến tay đàm hy. Cấu trúc trước mắt đại khái là như thế, tiếp theo là bổ sung chi tiết đầu tư cụ thể vào bên trong, sau đó vẫn phải tiến hành chỉnh sửa trao chuốt. Đàm hy, dự tính mất bao lâu, trong mắt Linda ánh lên sự khó xử, thời gian 5 ngày vốn dĩ không đủ, cô rất muốn hoàn thành, nhưng cho dù có không ngủ không nghỉ đi nữa cũng không thể làm được. Cũng không thể bất chấp đồng ý, để rồi đến lúc đó ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây. Đàm Tổng, có gì cứ nói thẳng, chấm chấm chấm, ít nhất cũng phải 10 ngày. Ừm, tôi đã nói nói chuyện với Cửu Châu, đối phương đồng ý kéo dài thêm một tuần, cũng tức là ngoại trừ hôm nay, mọi người vẫn còn 11 ngày để hoàn thành phương án, có vấn đề gì không? 11 ngày, Linda cảm thấy khó tin. Trước đây cô ta luôn gặp khó khăn với Cửu Châu, ngay cả việc gặp mặt người phụ trách cũng không làm được thì càng đừng nói đến việc xin thêm thời gian. Ngay cả nghĩ cô ta cũng chẳng dám nghĩ đến, có tự tin làm được chứ ánh mắt đàm hy ngầm hàm chứa sự cổ vũ linda là nhân tài có thể trọng dụng có rõ ràng là lão tiền bối rồi nhưng giây phút đó trong mắt cô ấy lại rực lên tia sáng tràn đầy lòng tin và nhiệt huyết như một người mới bắt đầu đi làm còn 15 phút nữa là đến 12 giờ đúng đàm hy ra khỏi văn phòng vỗ tay khiến quần chúng đồng loạt ngẩng đầu không cần đứng lên cứ ngồi nghe tôi nói tối nay mọi người vất vả rồi công việc cứ tạm thời để đó mọi người tan ca ra về đi tôi đã Kêu Dương Thuyền gọi xe đưa mọi người về, sau khi về nhà nhớ nhắn tin báo bình an trong group. 9 giờ ngày mai vào làm, hy vọng mọi người kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, đợi chuyện kết thúc xong xuôi, lúc đó sẽ luận công ban thưởng. Những đôi mắt mỏi mệt đồng loạt sáng rực lên, còn gì càng khiến người ta động lòng hơn bốn chữ cuối cùng. Sau khi đã biết được tính hào phóng của Đàm Hy, mọi người đều không hề nghi ngờ độ chân thật của câu nói này. Cảm ơn Đàm Tổng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, cố gắng làm tốt nhất tiến tất cả mọi người đi, tầng 18 chỉ còn lại Đàm Hy và Lưu Diệu. Sao không về đi, cô cũng còn ở đây. Đàm Hy khẽ lắc đầu, mau đi đi, thấy di động của anh đổ chuông mấy lần rồi, chắc là Lâm Tầm gọi đến. Sau khi Lưu Diệu thường trú tại Tân Thị, thì thuê một căn chung cư ở gần đây, bình thường đều ở chung với Lâm Tầm. Thế cô thì sao? Đàm Hy vươn vai, tối nay tôi ở lại văn phòng. Lúc đầu khi trang trí, có ngăn ra một phòng nghỉ ở bên trong, có giường có nhà vệ sinh, chỉ là chưa kịp lắp máy lạnh, may mà tháng này vẫn không được xem là quá nóng. Được, vậy tôi về đây, cô nhớ khóa cửa từ bên trong nhé. Ừ, bận rộn cả ngày, Đàm Hy đã buồn ngủ từ lâu rồi, gửi WeChat báo với Hàn Sóc tối nay cô không về trường, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc trở ra vừa hay nghe thấy di động đang đổ chuông. Chàng ngốc, tiêu rồi, cô quên nói với Lục Trinh là không về thủ đô. Làm sao đây, ngay lúc cô đang vò đầu bứt tai, suy nghĩ đối sách, tiếng chuông ngừng vang, vừa mới thở phào, 3 giây sau lại reo lên. Nếu như cô không bắt máy thì rất có thể sẽ gọi tới liên tục. Đàm Hi chỉ đành đánh liều, đại điềm, nhưng không đợi cô nói xong, đối phương đã ngắt lời, giọng nói vừa lạnh lùng vừa nặng nề, còn cứng rắn hơn cả đá. "Đang ở đâu? chấm chấm chấm, Tân thị, tại sao không nghe điện thoại? Em nghe rồi đấy, lúc nãy." Đàm Hi ồ một tiếng, cả người như bông hoa nhỏ héo úa, em chỉnh điện thoại về chế độ máy bay. Lý do anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Sao lúc trên giường, em lại không nói? Lão lưu manh, đừng đánh chống lảng, tại sao không ngồi tàu tốc hành trở về, và tại sao lại để chế độ máy bay? Xảy ra chút chuyện, em phải ở lại xử lý. Đầu dây bên kia trầm ngâm trong dây lát, chế độ máy bay thì sao? Lúc nãy đi gặp một người, sợ bị làm phiền giữa chừng. Đàn ông, vâng, anh giận à, lần sau gọi điện thoại báo trước cho anh. Biết rồi, chuyện rất khó giải quyết. Vén chăn lên nằm xuống giường, có một chút, có cần giúp đỡ không, tự em có thể xử lý được. Danh tiếng của thịnh mậu vốn đã không tốt, tốn 300 vạn còn không bằng mở một công ty mới. Lúc trước Đàm Hy đã từng nói với Lục Trinh, cũng hỏi ý kiến của anh. Lúc đó anh trả lời cô thế nào nhỉ, mặc kệ em chơi đùa thế nào, nhưng có một chuyện, đừng có chơi đùa quá chớn, chuyện của Hoa Nhuận không được phép tái diễn, bớt tỏ ra anh hùng cho anh. Nếu anh hùng có gì không tốt chứ, lúc đó cô đang gặp một quả táo, Nghe thấy thế, phản bác lại theo bản năng, cũng không suy nghĩ đến hàm ý ấn chứa bên trong. Em là người đã có bạn trai. Hả, ông đây nuôi nổi, đàm hy sừng sốt một lúc lâu, đó là tiền của anh chứ có phải tiền của em đâu. Tài sản chung, câu hoàn chỉnh phải là, tài sản chung của vợ chồng, mặt mũi to nhỉ, ai là vợ chồng với anh, tuy trên miệng không đồng ý nhưng trong lòng cứ như được uống mật ong vậy, rất ngọt ngào. mươi 555, vì nàng vẫn đứng nghẹn ngào gió xương trở về với hiện tại đàm hy nghe anh nhắc đến thịnh mậu cô khẽ khựng lại em vẫn còn chưa nói sao anh lại biết được anh không có tìm người theo dõi em đấy chứ ngoài việc đó ra anh không nghĩ ra được còn lý do nào khác khiến em lạnh nhạt anh lạnh nhạt anh nhạt anh anh đàm hy cảm thấy có thể bản thân xuất hiện ảo giác thính giác nếu không sao lại cảm có một sự u oán trong câu nói này không thể đâu nhỉ người nói là lục trinh đấy cao ngạo lạnh lùng rắn giỏi kiên cường đại điềm điềm có phải anh nhớ em không không có không cần suy nghĩ trả lời nhanh gọn dứt khoát chính vì thế mới có hiểm nghi giấu đầu hở đuôi nếu không phủ nhận nhanh như thế làm gì vâng em biết anh nhớ em mà lần này không về được bên phía thịnh mậu xảy ra chút vấn đề em phải đích thân xử lý ừ anh đang ở bên ngoài em nghe thấy tiếng gió ừ làm gì vậy đợi em đàm hy giật mình anh đang ở trạm tàu tốc hành đầu dây bên kia không trả lời lục trinh sao anh lại ngốc đến thế cơ chứ được rồi bây giờ anh lái xe trở về em nghỉ ngơi sớm đi vành mắt đàm hy cay cay xin lỗi em nên gọi điện thoại nói rõ với anh sớm hơn đại điềm điềm em sai rồi anh trừng phạt em đi nỗi buồn bực trong lòng anh bỗng dương hóa thành mây khói biến mất sạch sẽ cứ như ở trước mặt cô cho dù là tính nhẫn nại hay lòng khoan dung đều đạt đến mức độ cao nhất sẽ không có người thứ hai có thể khiến anh có thể bao dung không theo nguyên tắc nào như vậy thấy anh không phản ứng, đàm hy nôn nóng, em thật sự biết lỗi rồi. Cục cưng đừng ngó lơ em mà, cục cưng, khóe môi anh co giật, em không nói đùa, trừng phạt gì cũng được, hay là. Anh đánh mông em, lần này, Lục Trinh không làm căng nữa, bật cười thành tiếng, em đó. Vừa hết cách vừa rung túng, ngọt đến phát ngán, sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, lúc đó sẽ về với anh, ngoan đàm hy dỗ dành anh như dỗ dành con nít, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, con tim run lên như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua. Đàm Hy, anh 30 rồi, không già chút nào, vừa nhanh vừa mạnh vừa cứng. Hơi thở của Lục Trinh trở nên nặng nề, bụng dưới nóng lên, nhanh. Ảc, à, ý là tần suất, không liên quan đến thời gian. Nhóc con, thả thính thông qua điện thoại, em giỏi lắm. Không thả thính, là khen thưởng. Anh đã nghĩ ra nên trừng phạt em thế nào rồi Lục Trinh đột nhiên lên tiếng. Ừ, ừ, đàm hy nuốt nước, nước bọt, phạt, phạt thế nào? ba ngày không xuống giường, điện thoại vẫn nối máy, trò chuyện đến khi đàm hy mơ màng ngủ thiếp đi. Tiếng thở đều đều truyền vào đầu dây điện thoại bên kia, Lục Trinh đeo tai nghe Bluetooth, hạ cửa sổ xe xuống, lấy một điếu thuốc, châm lên. Làn khói trắng lượn lờ, khuôn mặt góc cạnh của anh chìm trong đó, sự dịu dàng thoát ẩn thoát hiện. Đèn đường mờ ảo, bóng dáng người trong xe mơ hồ. Thời gian một điếu thuốc, anh yên lặng lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, cứ như không có gì quan trọng hơn chuyện này. Mãi đến khi, một số khác gọi tới, anh mới phải cúp máy. Lão Lục, tìm thấy người chưa? Thời cảnh, rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Cô ấy có việc, không trở về. Kêu các anh em kia rút đi, hôm khác tôi mời họ ăn cơm. Cái gì, thời cảnh nghe xong, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, mẹ nó cậu đứng ở trạm tàu đợi suốt nửa đêm, cô ta chỉ nói một câu không về là xem như xong việc rồi hả? Nếu không thì sao, tôi nói hai người hùa lại chơi tôi đúng không? Cậu không có gì đáng để chơi. Thời cảnh bực bội, cũng không biết đạp đổ thứ gì, rầm, một tiếng động lớn vang lên, tốn cả nửa đêm, mẹ nó tôi làm việc không công à. Khẩu dây cây 49 vừa mới nhận được, có muốn hay không? Vãi, cậu hốt được rồi hà, Từ chỗ nào vậy? Một chữ hay hai chữ? Muốn, đi bãi tập tìm tưởng tam. Đợi đã, đây là súng chuyên cung ứng cho Nga của giả xã, có tiền chưa chắc đã mua được, sao cậu lại có được? Dòng dây cây của giả xã được mệnh danh là dòng sản phẩm vượt trội cho dù là cự ly bắn hay uy lực đều hơn hẳn những dòng súng thông thường. Phía quân đội đã nhắm đến nó từ lâu, chỉ đáng tiếc nền móng của giả xã quá sâu, đến hôm nay vẫn chưa dám xuống tay. Thời cảnh may mắn được dùng qua một lần, đến giờ vẫn nhớ nhung không quên. Lục Trinh hút xong một ngụm cuối cùng, rồi tắt đầu thuốc vứt ra ngoài cửa xe, cho cậu thì cứ dùng, nói nhiều lời nhảm nhí như thế làm gì. Vẫn quy tắc cũ, không được mang ra khỏi bãi tập, càng. Không được phép khoe khoang trong quân khu, lão Lục, đừng trách tôi nhiều chuyện, cậu kinh doanh cứ kinh doanh, tuyệt đối đừng dính vào buôn lậu, cái đó phải lên tòa án quân sự đó. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, nếu không khẩu súng này từ đâu mà có, cậu phải giải thích rõ cho tôi mới được, triển lãm súng tại Nga, phải trả lại, vãi, sao không nói sớm, lãng phí biểu cảm, không có gì tôi cúp máy đây, đợi đã, khẩu dây cây 49 bỏ qua một bên, chuyện đàm hy rốt cuộc là thế nào. Lão Lục, tôi nói cho cậu biết, cậu như thế là không được. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ lép vế hơn vợ. Tôi thích thế, mẹ nó, thật sự rất muốn hỏi một câu, cốt khí lôi thần của cậu đâu? Tiết tháo đâu, uy tín đâu, hủy hoại hình tượng như thế, có xứng đáng với những tên lính đã từng xưng cậu thành thần không? Lão lục, cậu cần gì phải thế? Thời cảnh nói lời ẩn ý sâu xa, đột nhiên có một vầng sáng hiện lên, nghĩ ra được một câu thơ, tự thử tinh thần phi tác giả, vị thủy phong lộ lập trung tiêu sao? Tự thử tinh thần phi tác giả vị thùy phong lộ lập trung tiêu, sau này đã khác đêm nào, vì ai vẫn đứng nghẹn ngào gió sương. chương 556, đứng là được, đàm tổng dọa nạt. Đàm hy mơ thấy một giấc mơ, cô chạy đến bắc cực bơi lội, kết quả bị gấu đuổi theo. Lục Trinh lái máy bay từ trên cao xuống, vớt cô khỏi dòng nước đóng băng, nhưng con gấu kia lại đột nhiên nói một câu tiếng người cô trở về đây. Giây phút mở mắt ra, trần nhà đập vào mắt, hoa văn lạ lẫm khiến cô cảm thấy luống cuống. Vươn vai, vén chân ngồi dậy, 6 giờ 15 phút. Dẹt, kéo rèm cửa ra, cả thành phố đang đắm mình trong ánh nắng sớm mai, ở phương xa sương mù vẫn còn răng lối, một ngày mới lại bắt đầu. Trong tủ có đặt một bộ váy công sở, là mẫu thời trang xuân hè mới nhất của hãng Bruneo Cucinelli, lần trước khi cùng đi dạo phố với. Hàn sóc thì nhìn thấy, thế là tiện tay mua về, sau khi đem đi giặt khô thì vẫn luôn để trong công ty, lần này có cơ hội sử dụng rồi. Tuy rằng có hơi chút khác biệt với đồ Tây truyền thống, nhưng chất liệu len cashmere màu xám sậm giúp tăng thêm phần trang trọng, rất phù hợp với môi trường làm việc. Bước ra khỏi phòng nghỉ, Đàm Hy gọi bữa sáng, sau đó bắt đầu xem phương án sơ bộ Linda giao vào hôm qua. Khi bữa sáng được giao tới, Đàm Hy đã xem xong đại khái. Đặt lên bàn trà là được rồi. Đóng văn kiện tại, đã có dự tính sẵn. Xét về tổng thể thì cấu trúc kế hoạch và lối tư duy không có vấn đề gì, tiếp sau đây phải xem công tác hoàn thiện có làm đến nơi đến chốn hay không. Ăn xong bữa sáng, 7 giờ 15 phút, Đàm Hy vứt hộp thức ăn đi, lúc đi ngang qua phòng trà nước sẵn tiện pha một ly trà xanh cho bản thân. 8 giờ, Lưu Diệu vào làm, cậu trai trẻ hơn 20 tuổi mặc một bộ đồ Tây, khiến vóc người trông càng thêm cao giáo, chào buổi sáng, Đàm Tổng. Tối hôm qua ngủ không ngon, có thể do làn da anh ta trắng, nên quầng thâm ngay mắt trông rất nổi bật. Cũng được, cố gắng làm việc là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe. Cô là người từng trải, mạng cũng đã mất rồi, thì còn nói gì đến sự. Nghiệp nữa, ừ, tôi sẽ chú ý. Ngồi, tôi đã xem qua bản kế hoạch Linda giao. Đứng cũng như nhau, đàm hy nhìn anh ta với một ánh mắt kỳ lạ, rất nóng. Cũng, cũng tạm, sao anh lại đỏ mặt. Văn phòng chìm vào trong một sự im lặng kỳ quái. Liên tưởng đến quần thâm nổi bật ngay mắt và phản ứng thả đứng chứ không chịu ngồi, đàm hy bỗng nhiên hiểu ra. Cái gì ấy nhỉ, đây chính là nhu cầu sinh lý bình thường. Anh đứng thì cứ đứng đi, lúc nãy nói đến phương án sơ bộ Linda giao lên, ý của tôi là 8 giờ 30 phút, mọi người lục tục đến đông đủ. 9 giờ mở quốc họp, thông báo với mọi người, được, một buổi sáng trôi qua trong bận rộn, buổi trưa Dương Thuyền và Châu Miễn phụ trách gọi cơm cho mọi người, là một nhà hàng không thua kém gì với như ý lầu. Nếu cứ ăn tiếp như thế, chắc tôi phải béo lên cân rưỡi mất. Sinh dưỡng của cả tháng được cung cấp đủ trong vài ngày này rồi, hôm qua là cá, hôm nay là gà, chật chật, mấy người đó, ăn nhanh đi, ăn xong thì làm việc, hỗ trợ tiêu cơm. Chị Dương Thuyền, chị và Châu Miếu đều sắp thành đốc công rồi, còn cần chuẩn bị roi ra giúp hai người không, rảnh rỗi thì quất vài cái. Cậu cứ chọc ghẹo chúng tôi đi, dù sao cũng không nói lại được cậu. Đúng rồi, bộ đồ đàm tổng hôm nay mặc là của Bruneo Cusinelli phải không? Xa xỉ theo kiểu cực kỳ khiêm tốn, chất liệu len cashmere khi sờ vào không quá mềm. Bây giờ tôi càng ngày càng chờ mong luận công ban thưởng của 10 ngày sau. Hề hề, này, trên mạng có báo giá. Chiếc áo đó có giá 5 con số đấy, đàm tổng của tôi lợi hại quá. Ít ra cũng nói lên được chủ của chúng ta có tiền. Đại gia ngầm, 6 giờ chiều, đàm hy tuyên bố có thể tan ca đúng giờ, mọi người vẫn còn chậm chạp chưa phản ứng lại kịp. Không tăng ca, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý treo đèn chiến đấu rồi. Sau tiếng thổn thức, nụ cười đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người, cho dù thế nào, có thể tan ca đúng giờ là chuyện tốt nhất. Đàm Tổng vạn tuế, cảm ơn Đàm Tổng, Đàm Hy ra dấu kêu mọi người yên lặng, tôi tin rằng mọi người đều không muốn nghe tin tiếp theo, nhưng không thể không nói. Mọi người nhìn nhau, trải qua điều tra, nội bộ công ty chúng ta quả thật có nội gián, là kẻ đầu sỏ gây nên việc dò dỉ phương án lần này. Đàm Hy nói từng chữ một, tầm mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Là vũ văn né tránh theo bản năng, tay phải bất giác run lên. Này, anh, nước nóng trong tay anh bắn ra cả rồi, không nóng à? Xin lỗi, trượt tay, có bắn vào người cô không? Không có, không có. Anh xem tay anh đỏ lên hết rồi kìa, tôi đi tìm băng dán cá nhân cho anh nhé. Không cần phiền phức thế đâu. Không phiền, trong ngăn kéo của tôi có nhiều lắm. Vậy, cảm ơn nhé, khụ, đều là đồng nghiệp khách sáo như thế làm gì? Đàm Hy vừa dứt lời, không khác gì như vứt một quả bom nặng ký ra. Nội gián, sao có thể được, nghe cách nói của đàm tổng, hình như đã nắm được chứng cứ rồi. Suốt cuộc là kẻ khốn nào ăn cháo đá bắt vậy, hại mọi người thê thảm thế này. Là vũ văn vuốt ve miếng băng dán cá nhân trên tay, ánh mắt u tối. Nhưng đàm ghi lại nói tiếp, đoạn băng ghi hình bị xóa đã được khôi phục lại, ai động vào tủ bảo hiểm, trong lòng người ấy tự biết rõ. Nể tình anh chị cũng làm việc cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ không vạch trần anh chị ngay tại đây để tránh anh chị rơi vào tình thế khó xử. Sau khi tan ca chủ động, lại nói cho rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở cục cảnh sát, không truy vấn tội danh tiết lộ bí mật doanh nghiệp của anh chị thì hai chữ Đàm hy này của tôi sẽ viết ngược lại. chương 557, kế trong kế, vòng liên hoàn. Được rồi, giải tán đi. Đàm Hy xoay người trở về văn phòng, lưu rượu vào đây. Mọi người lục tục tan ca ra về. Lâm Sảng vỗ vai ai khen, xếp, nể mặt một chút, tôi mời cậu ăn lẩu. Mời tôi ăn lẩu, anh nấu à. Lâm Sảng là người nông thôn, đã quen với thói tiết kiệm sẽ không bao giờ lãng phí, cũng rất khi ăn cơm ở ngoài, đều là về nhà tự nấu. Sao có thể chứ, tay nghề của tôi không đâu vào đâu, chúng ta đi xuống lưu nhất thủ mới mở dưới lầu nhé. Anh phát tài rồi à, hề hề, tôi khôi phục được đoạn ghi hình nên đàm tổng luận công ban thưởng đó mà. Anh nhìn thấy rồi à, ai tỏ ra tò mò, nhìn thấy gì, nội gián đó, dĩ nhiên, để tôi kể cho cậu nghe. Lâm sảng thì thầm bên tai anh ta, sắc mặt ai càng ngày càng kỳ lạ, không nhịn được bèn nhìn về phía La Vũ Văn. La Vũ Văn đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhưng ánh mắt rơi trên người anh ta vô cùng rõ ràng và cố ý, cứ như đang đánh giá và dò xét thứ gì đó, khá là khiến người ta thấy bực bội. La Vũ Văn đột nhiên ngẩng đầu, thì nhìn thấy hai người Ai Ken và Lâm Sảng bình tĩnh rời tầm mắt đi. Đi ăn lẩu, đi thôi, khoác vai rời đi, trên đường nói nói cười cười. Anh, cùng đi chứ. Tạ Văn Ti cười chào hỏi. La Vũ Văn xua tay, tôi vẫn còn chút chuyện chưa làm xong, cô đi trước đi. Ừm, vậy ngày mai gặp lại tạm biệt, anh ta lao vào toilet với trạng thái thất thần, chẳng nản ngồi trên nắp bồn cầu. Bị phát hiện rồi sao? Làm sao có thể khôi phục lại được đoạn ghi hình bị xóa đi chứ? Anh ta nói với bản thân mình phải bình tĩnh, có thể đàm hy không biết gì cả, những lời đó chẳng qua chỉ vì muốn. Lừa anh ta, nhưng biểu hiện của Lâm Sảng và Aiken khiến anh ta cảm thấy vô cùng bất an. Nếu như thật sự không biết gì, thì sao có thể nhìn anh ta bằng ánh mắt đó được? Bây giờ có hai con đường bày ra trước mắt, thành thật thú tội, hoặc thả chết không nhận. Trong phòng làm việc, Đàm Hy đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đường phố xinh đẹp dưới ánh nắng chiều tà. Bưng cốc cà phê trong tay, khẽ như người dựa vào mép bàn làm việc, thỉnh thoảng lại khẽ hấp một ngụm, khá là nhàn nhã. Trái ngược với cô, Lưu Diệu lại khá là nôn nóng. Là Vũ Văn sẽ mắc câu chứ? Không chắc, vậy mà cô còn tỏ ra nhàn nhã như thế nữa. Con người La Vũ Văn, đầu óc khá thông minh, tố chất tâm lý vững vàng nhưng người như vậy thường tồn tại một khuyết điểm chí mạng. Khuyết điểm gì? Đàm Hy khẽ cười, suy nghĩ quá nhiều, nói đơn giản một chút tức là đa nghi. Như vậy không tốt sao? Làm việc thận trọng, cẩn thận từng bước, trận trọng cẩn thận quá mức dễ khiến bản thân bị cuốn vào. Nếu không cổ nhân sao lại nói, thông minh quá ắt sẽ bị thông minh hại. Tào Tháo là một điển hình tiêu biểu, cho nên ông ta chỉ có thể trở thành con người dã tâm, chứ không trở thành anh hùng được. Lại 10 phút nữa trôi qua, Lưu Diệu, người dã đi gần hết rồi. Anh ta đâu, vào toilet vẫn chưa thấy ra. Vẫn đợi chứ, ừ, nhưng không phải đợi La Vũ Văn, mà là. Một cuộc điện thoại, 6 giờ 40 phút, di động đổ chuông. Xin chào, tôi là Đàm Hy. Lưu Đông đã thừa nhận là ông ta giao phương án đầu tư cho công. Tuy thực phẩm ngư thuyền tuy Phùng Thiếu Luân đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận trong giọng điệu bị đè nén của anh ta vào lúc này. Nếu chỉ là một bản phương án đầu tư, anh ta cũng không đến nỗi như thế. Quan trọng là giải quyết chưa xong việc này lại lòi ra thêm phiền phức khác, anh ta không hề ngờ được một người chú lúc nào cũng tỏ ra vô cùng thân thiện hiền hòa này lại có một bộ mặt xấu xí đến thế. Anh ta làm theo những gì Đàm Hy nói, kiểm tra tài khoản trong nước của Lưu Đông, dòng chảy tài chính vô cùng bình thường. Đang định từ bỏ, Đàm Hy gửi cho anh ta hai bảng thông tin mở tài khoản ngân hàng nước ngoài, hai chữ Lưu Dòng ở mục người mở và Lưu Đông ở góc phải bên dưới vô cùng bắt mắt nếu như nói là cùng họ cùng tên, thì nét bút không thể nhầm lẫn được. Mỗi phần tài liệu của công ty đều cần lưu đông ký tên xong mới được đưa vào tay anh ta, nét chữ vô cùng quen thuộc kia nay lại trở thành sự mỉa mai lớn nhất. Tổng số tiền của hai tài khoản lên đến 80 triệu đô la Mỹ. Và nguồn gửi chỉ có một, công ty cổ phần thực phẩm Cửu Châu. Từ năm 2030 đến nay, thời gian 15 năm, mọi khoản tiền công lớn nhỏ đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lưu Đông. Chúc mừng phùng tổng loại trừ được khối u ác tính, nhờ vào phúc của Đàm tổng, nghe ra hình như anh không được vui lắm. Đối phương im lặng, Đàm Hi cười càng rạng rỡ, không hề cảm thấy tội lỗi khi sát muối lên vết thương của người khác, mà ngược lại cô lại còn hứng thú thưởng thức tất cả những điều này. Cá mập cũng có lúc chật vật, chỉ vì cá nhỏ cũng có xương cứng khó nhằn, cắn xuống sẽ làm đau răng. Đàm Hi, vui mừng trên nỗi đau của người khác có thú vị không? Ha ha, quá thú vị luôn ấy chứ. Phùng Thiếu Luân lại không có vui mừng khi thắng lợi, nguyên nhân thật ra cũng không khó đoán. Lưu Đông là lão công thần đi theo Mã Trường Vĩ gây dựng thiên hạ vào năm xưa, trong tay ắt sẽ nắm giữ nhược điểm của hai cha con nhà họ Phùng, một khi phản bội, chẳng khác gì đòn đánh chí mạng. Nếu vẫn duy trì vẻ ngoài bình lặng, Phùng Thiếu Luân vẫn còn có thể từ từ tính kế, nhưng hôm nay lại trực tiếp lật mặt, chỉ sợ đối phương chó cùng rứt dậu. Nguy cơ cấp bách trước mắt, sao Phùng Thiếu Luân có thể vui vẻ cho được. Anh định xử lý Lưu Đông như thế nào? đây là chuyện riêng của cửu châu ý ở đây là đàm hi cô đừng có quản quá nhiều lời của phùng tổng không được xuôi tai cho lắm bây giờ thì anh vui rồi nhưng chỗ tôi đây vẫn còn một tên nội gián đang hoành hành chẳng lẽ lại muốn gỡ dây giết lừa đàm tổng khiêm tốn rồi tôi chưa hề gặp qua một con lừa vừa sinh đẹp vừa có cá tính như vậy đã truyền tin tức ra bên ngoài theo lời cô nói còn về việc thật sự có tác dụng hay không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi rồi đàm hi nhếch mép không biết nói cho anh ta nghe, hay nói cho bản thân cô nghe, yên tâm, sẽ có tác dụng. Toilet Nam, là Vũ Văn càng nghĩ càng hoảng loạn, đầu óc rối như tơ vò, mọi mạch suy nghĩ quấn lại vào nhau. Cắt không đứt, càng chỉnh lý càng loạn, đột nhiên, một tia sáng xẹt qua trước mắt, cảm thấy tràn trề hy vọng. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi vào một số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, kèm theo tiếng thở hổn hển không ngừng. Thanh Thanh, hỏi em một việc, A à, Văn, anh đang ở đâu vậy? Anh ta cau mày, cố gắng khống chế cảm xúc, nói thật chậm, để khi nghe vào trông không khác gì với bình thường. Sao vậy, đừng gấp, từ từ nói, giống hệt như người bạn trai chuẩn mực, em, em sợ lắm, giọng nói của cô ta run rẩy. La Vũ Văn đã quen với việc này, trên mặt cũng không tỏ ra kinh ngạc. Gặp phải chuột hay rán rồi, đừng sợ, đợi anh trở về sẽ xử lý sau. Không phải, ngoan, bây giờ em đưa số điện thoại của cậu họ em cho anh. Cậu họ xảy ra chuyện rồi, cái gì? La Vũ Văn giật mình, biểu cảm đột nhiên trở nên hoảng loạn, giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Thanh Thanh, em nói cho rõ ràng, cậu họ đã xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết, bây giờ đang chạy đến cục cảnh sát. Mợ đã dẫn luật sự tới đó rồi, sao em lại không biết, sao có thể không biết được, anh ta cắn răng nghiến lợi, đầu dây bên kia khựng lại, A Văn, A Văn. Anh sao vậy, đừng dọa em, La Vũ Văn vốn không có tâm trạng trả lời cô ta nữa, vội vàng cúc máy cục cảnh sát luật sư chẳng lẽ bên phía cửu châu đã phát hiện ra rồi không ông ta làm rất kín kẽ không thể bị người khác phát hiện được hơn nữa với tính cách cẩn thận của lưu đông ngay cả số điện thoại cá nhân cũng không chịu nói cho anh ta biết hai người đều liên lạc với nhau bằng hình thức gặp mặt trực tiếp không thể bị người ta nắm được điểm yếu một cách dễ dàng như vậy được nhưng lý thanh không giống như đang nói dối chẳng lẽ bên trong có điều gì mờ ám anh ta lại gọi vào số điện thoại bàn trong văn phòng của lưu đông bên cửu châu alo xin chào lưu tổng có ở đó không làm phiền kết nối vào đường dây nội bộ giúp tôi anh ta cố ý hạ thấp giọng nói xin hỏi anh là tôi là người nhà của ông ấy có tiện nói ra họ tên không tôi họ văn anh ơi là thế này lưu tổng không có ở đây anh có chuyện gì tôi có thể chuyển lời lại giúp anh không được chuyện này tôi phải chính miệng nói với ông ấy rất xin lỗi lưu tổng không ở đây nếu anh có việc gấp, có thể nói cho tôi biết, đợi Lưu Tổng trở về, tôi sẽ nói lại với ông ấy ngay. Con tim là Vũ Văn trùng xuống, Lưu Đông là một kẻ cuồng công việc, một ngày ở trong công ty ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Đến khi tuổi đã cao ông ta lại chú ý đến vấn đề dưỡng sinh, chuyện đi công tác và xã giao, có thể đấy được thì sẽ đẩy hết, thời gian chống còn lại chỉ sẽ. Lại trong phòng nghỉ pha trà, đánh gôn, vậy Lưu Tổng có nói đi đâu không? Không có, khi nào sẽ trở về? Xin lỗi, Tôi thật sự không rõ. Xít, anh hãy văn minh một chút, sao có thể mắng. Là vũ văn kết thúc cuộc gọi, tất cả dấu hiệu đều đang thể hiện lưu đông đã tiêu rồi. Vậy anh ta phải làm như thế nào đây? Nếu bên phía cửu châu thật sự muốn truy cứu đến cùng, anh ta rất có thể sẽ phải vào tù. Lưu đông vẫn có thể dựa vào số cố phiếu trong tay giữ mạng, nhưng anh ta thì có thứ gì chứ? mươi 558, không đánh tự khai. Bên đầu kia, thư ký đặt ống nghe điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm, phùng tổng anh ta ngồi bên cạnh, đùa giỡn cây bút trong tay, nghe thấy thế, chỉ hơi hơi hé mí mắt lên, tầm mắt nhìn lướt qua nữ thư ký có vòng một đầy đặn trước mặt, sự mỉa mai xẹt qua đáy mắt, ừ, ra ngoài đi. Ánh mắt sáng rực của nữ thư ký bỗng chốc trở nên tối tăm, anh cần cà phê chứ? Không cần, vâng, khi nữ thư ký đi ra, không quên cẩn thận đóng cửa lại. Phùng Thiếu Luân đứng dậy đi đến trước cửa số sát đất, tìm số điện thoại của ai đó. Bước cuối cùng đã làm theo những gì cô nói, hy vọng đàm tổng đạt được những gì mình mong muốn như nhau thôi anh ta cười khinh thường cúp máy dáng vẻ bày mưu lập ghế tự tin giành thắng lợi kia thật sự rất trướng mắt thương trường như chiến trường đàn ông sông pha chiến đấu phụ nữ tham gia vào làm gì an phận một chút không phải tốt hơn sao phùng thiếu luôn khá là bài xích hai chữ nữ cường nhưng đàm hy lại khiến anh ta không thể nào ghét được chỉ là không thích mà thôi hoặc có thể bên trong đó còn lẫn vài phần giận dỗi Giận cô thái độ cứng rắn, vừa hoang dã vừa lưu manh. Giận cô nhìn thấu rõ mọi chuyện, tính toán sạch sẽ chuẩn xác. Càng giận cô chơi khăm anh ta, để lại kẻ địch lớn là Lưu Đông. Trong lòng phức tạp, tư tưởng rối ren, thật sự đúng là một lời khó nói hết. Đàm Hy đặt điện thoại xuống, gật đầu với Lưu Diệu, đến phiên anh lên sân khấu rồi. Ánh mắt toát lên sự háo hức, nhấc chân đi ra ngoài. Tuy mọi thứ đều phát triển theo hướng bất lợi, nhưng La Vũ Văn vẫn lựa chọn đặt cược lần cuối cùng biết đâu có thể vượt qua được thì sao nếu cứ từ bỏ như thế cả đời này anh ta sẽ thấy không cam tâm đứng trước gương là vũ văn giơ tay lên sửa sang lại áo sơ mi và cà vạt tiếp tục điều chỉnh cảm xúc trên mặt sau đó rời khỏi toilet dọn dẹp văn kiện trên bàn động tác thong thả bình tĩnh mang tư liệu chưa xem xong bỏ vào cặp cuối cùng còn kiểm tra kỹ càng lại một lần xác nhận không để quên lại thứ gì mới cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi vừa ra khỏi công ty thì gặp phải lưu diệu đang đứng đợi thang máy anh ta mỉm cười chào hỏi, Lưu Tổng, giây phút ấy, sự kinh ngạc và khinh thường thoáng xuất hiện trong mắt Lưu Diệu đều bị La Vũ Văn nhìn thấy hết, chuẩn bị về nhà. Anh ta nở một nụ cười gượng gạo, vâng, trong lòng thì đang suy nghĩ xem ánh mắt kia của Lưu Diệu rốt cuộc có ẩn ý gì. Kinh ngạc điều gì, khinh thường điều gì, sự cảm chẳng lành trong lòng La Vũ Văn dâng lên đến cực điểm. Lưu Diệu là người tiếp xúc nhiều nhất với Đàm Hy, nội tình anh ta biết được chắn chắn sẽ nhiều hơn Lâm Sảng và Ai mà lúc người này nhìn thấy anh ta lại toát ra một ánh mắt như thế. Đàm Hy không hề nói dối, cô đã thật sự khôi phục lại được đoạn ghi hình, đinh, cửa thang máy mở ra, Lưu Diệu đi vào trước còn đứng ngơ ra đó làm gì. Vào đi chứ, tôi, đột nhiên nhớ ra để quên một phần tài liệu rất quan trọng, anh đi trước, tôi trở lại trước đã. Lưu Diệu nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đóng cửa thang máy lại. La Vũ Văn lật đật chạy vào văn phòng Đàm Hy, bước đi vội vàng, cứ như chỉ cần chậm một phút thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Dầm rầm không gõ cửa mà đập liên hồi vào đây giọng nói của đàm hy lạnh lùng sau khi nhìn thấy rõ người vào là ai ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đàm tổng anh muốn nói gì xin lỗi anh ta cúi đầu không nhìn thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt nhưng thái độ lại rất khúm núm phương án đầu tư là do tôi tiết lộ ra ngoài đàm hy không hề thấy bất ngờ tất cả những điều này đều là do lưu đông sai khiến tôi làm chứ không hề xuất phát từ chủ ý của bản thân, không ngờ lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi rất xin lỗi khi đã tạo nên tổn thất cho công ty, nhất định sẽ dốc sức đền bù lại. Ai mà không biết nói những lời nói xuông, trong mắt đàm hy không hề có chút tin tưởng nào. La Vũ Văn lộ ra vẻ cầu khẩn, tôi biết bản thân phạm phải một lỗi lớn, cô. Có thể dơ cao đánh khẽ, tha, làm ra loại chuyện này, hại công ty rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, tất cả mọi người đều gặp phải tai ương, chỉ với một câu xin lỗi là muốn xí xóa chuyện này, mơ đi. Tôi đồng ý dốc sức bồi thường, anh ta nói như đinh đóng cột. Lúc nãy anh nói, Lưu Đông, đúng, ông ta là cổ đông lớn thứ hai của Cửu Châu, từ lâu đã bắt đầu dò ngó đến quyền khống chế cổ phần của nhà họ Phùng rồi, ngay cả nằm mơ cũng muốn hạ bệ hai cha con họ Phùng, độc chiếm cây dung ra tiền Cửu Châu. Tôi dựa vào gì để tin anh, nếu như anh dùng Lưu Đông làm lá chắn, có ghi âm, ánh mắt đàm hy khẽ lóe sáng, đáng tiếc, người đàn ông đang cúi đầu lục tìm trong cặp không hề phát hiện ra. Anh ta nhanh chóng mò ra được một cây bút ghi âm mới tinh, bật chạy. "Đồ đã đưa cho ông, tiếp theo ông định làm như thế nào?" Giọng của La Vũ Văn, "Nếu tên họ Phùng kia đã không để người khác sống yên ổn, thì tôi cũng không cần khách sáo nữa." Từ khi Phùng Thiếu Luân về nước, thực phẩm ngư thuyền liên tiếp gặp phải thất bại, chắc đang rất muốn có một cơ hội đánh trả, đem phương án này giao cho họ là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương từ chối, chẳng khác gì cắn ngược, yên tâm. Ngư thuyền sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ép cửu châu. Nhưng nếu bị điều tra được, không có nếu như, đàm hy đang muốn nghe kỹ hơn, nhưng ghi âm bị dừng lại. Cô nhìn la vũ văn với một ánh mắt lạnh lùng, cho nên, anh đang muốn nói lên điều gì. Tất cả đều do lưu đông ép tôi làm, ông ta cho anh lợi ích gì. Một căn nhà có diện tích 90 mét vuông, tôi không cần, đàm hy cười lạnh, nói xem, anh làm sao né được camera ghi hình để mở tủ bảo hiểm chương 559, chặt chẽ chính xác, toàn nhờ vào diễn xuất. La Vũ Văn kể lại chi tiết toàn bộ quá trình gây án, bao gồm cả làm cách nào xóa đi đoạn ghi hình, và cả làm cách nào mở được tủ bảo. Hiểm khi không biết được mật mã, đợi đã, không, không phải trên tay cô có đoạn ghi hình sao, tại sao còn phải hỏi anh ta nữa. Anh ta phát hiện ra có điều gì đó không đúng, đang muốn suy nghĩ kỹ lại, thì thấy đàm hy chậm chậm mở lòng bàn tay ra, một thiết bị ghi âm nhỏ nhắn nằm yên trong đó cô gái bẫy tôi tức giận phải thì sao đợi vào tù đi là vũ văn mới giật mình phát hiện ra bản thân mình bị lừa mà cái bẫy này mở ra trong lúc hắn không hề hay biết gì dụ dỗ hắn lọt vào từng chút một đáng ghét đáy mắt đột nhiên bùng nổ sự căm hận tột cùng hắn tiện tay cầm lấy chiếc bình sứ thanh hoa đặt ở bên cạnh ném về hướng đàm hy loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan tành. đàm hy phản ứng nhanh né đi kịp thời nếu không với sức lực trong lúc tức giận của đối phương rất có khả năng để lại một lỗ thủng đầy máu trên đầu cô. Một kích không thành, La Vũ Văn lại nhào về phía cô, hai mắt đỏ bừng, trạng thái như kẻ điên. Vào lúc đó, Lưu Diệu và Aiken xông vào, Lâm Sảng đi sát theo sau. Trong nháy mắt, La Vũ Văn bị mọi người hiệp lực khống chế. Ngoan ngoãn một chút, Lâm Sảng là người ra sức nhiều nhất, vừa nghĩ tới người này không chỉ hại công ty, còn hại mọi người tăng ca bất kể ngày đêm, nhất thời nổi cơn tức giận, nhấc chân lên đạp mạnh xuống. Là Vũ Văn lộ vẻ căm hận, hóa ra các người đồng lõa với nhau. Từ cuộc nói chuyện của Lâm Sảng và Aiken trong phòng trà nước vào tối hôm qua, đến việc gặp Lưu Diệu ở cửa thang máy, tất cả đều là diễn kịch. Còn hắn lại bị đám người này rắt mũi trong tình trạng không hay biết gì, trước tiên hủy đi sự bình tĩnh mà hắn luôn lấy làm tự hào, sau đó dùng các kiểu thần thái khó hiểu để ám thị rằng Đàm Hy đã biết hết tất cả mọi việc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một trò lừa bịp. Đoạn ghi hình vốn không khôi phục lại được, đúng không? đàm hy bước đến trước mặt anh ta anh rất thông minh nhưng không có tác dụng gì cả trong văn phòng này khắp nơi đều là bút ghi âm và camera hoàn toàn có thể gửi lên tòa án làm chứng cứ anh chạy không thoát đâu la vũ văn hèn gì anh ta cười lớn vừa tự phụ vừa thê lương đoạn băng ghi hình bị xóa không hề được phục hồi lại cho dù đàm hy có nghi ngờ không có chứng cứ thì cũng không làm gì được anh ta vì thế nên mới đặt ra cái bẫy này mục đích vì muốn anh ta chính miệng thừa nhận đàm hy xem như cô độc ác nếu anh đã nói như thế rồi không làm thật thì chẳng phải tôi sẽ rất lỗ sao cô khẽ cười cằm khẽ hất lên dưới ánh nắng chiều tà bên ngoài cửa sổ tạo thành một độ cong lạnh lùng cao ngạo cao cao tại thượng không thể với tới đồng tử của anh ra co rút lại đột nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành cô nói tôi không chỉ kiện anh tội tiết lộ bí mật doanh nghiệp còn lấy danh nghĩa cá nhân kiện anh cố ý giết người đàm hy cô nói bậy gì đó hả đừng quên lúc nãy anh muốn dùng bình hoa đập tôi. Camera đã ghi hình lại, rất rõ ràng. Lâm Sảng, đúng, chúng tôi có thể làm chứng. Ai Ken gật đầu, nếu chậm một bước, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đàm Hy gật đầu với Lưu Diệu. Lưu Diệu ngầm hiểu, lấy điện thoại ra. Alo, 110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát. La Vũ Văn bắt đầu giấy ruộng điên cuồng. Không, tôi không thể ngồi tù. Tôi vẫn còn trẻ. Đàm Tổng, xin cô dơ cao đánh khẽ. 15 phút sau, cảnh sát đến, Tiến hành áp giải La Vũ Văn và mang đi một lượng lớn video và file ghi âm làm chứng cứ Không ai phát hiện ra, bút ghi âm vốn ở trong tay La Vũ Văn đã bị đàm hy lén bỏ vào trong túi sách của mình Mọi người vất vả rồi, mời mọi người ăn lẩu, đi thôi Lâm sảng vỗ ngực, cuộc đời như một bộ phim, toàn dựa vào diễn xuất Tôi đây thuộc phái thực lực chính hiệu đấy nhé Ai ken trợn mắt khinh thường, bớt sát vàng lên mặt đi Là đàm tổng tính toán giỏi chặt chẽ chính xác, thiếu bất kỳ bước nào cũng đều có. Thể bị La Vũ Văn phát hiện ra, sau đó thụt đầu vào vỏ, đợi cơ hội đến, sẽ tiếp tục gài bẫy mọi người. Các tổ phân công độc lập, công việc của Iken và Lâm Sảng chỉ nghiêng về thao tác kỹ thuật, rất ít khi qua lại với bộ phận marketing, cơ hội tiếp xúc với La Vũ Văn không nhiều, nên cũng chẳng có giao tình gì sâu đậm. So với thân phận đồng sự thì thân phận nội gián càng tác động tới cảm xúc hơn, ừm, cảm xúc phẫn nộ. Vì thế hai người không hề cảm thấy đáng tiếc một chút nào, mà lại nhận thấy trừng phạt rất đáng tội. Lưu Diệu và Đàm Hy càng không cần nói, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, ngay cả tính cách còn chưa hiểu rõ thì nói chi đến việc sinh tình cảm. 7 giờ 40 phút tối, quán lẩu Lưu nhất thủ. Đàm Hy đặt phòng trên lầu 2, ngồi đi, thích gì thì cứ gọi. Đây có được tính là tiền cát xê của chúng ta không? Lâm sảng trêu đùa, tiếng cười sảng khoái. Đàm Hy, không tính. Vậy thì gọi là gì? Cơm hộp kiểu ví dụ này cũng chỉ có cô ấy mới lấy ra được đàm hy tiện tay đưa thực đơn cho lưu diệu gọi điện thoại kêu lâm tầm qua đây ánh mắt gì thế này đàm hy nhướng mày khẽ cười giả vờ không hiểu sự cảm kích trong mắt của đối phương chỉ thấp giọng nói dù sao cũng là người nhà của giám đốc nên dẫn theo tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho em ấy ừ kêu anh ta bắt xe tới có thanh toán tiền xe không đàm hy chập một tiếng tôi nhớ tiền lương của anh không hề ít mà nhỉ